Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 1318, giới thiệu mấy cái loạn đảng. Hồng đạo quân sau khi chết, thụ nhân quả điều khiển công kích lẫn nhau đám người chỉ cảm thấy chính mình lại khôi phục năng lực hành động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền suýt nữa tự giết lẫn nhau mà chết. Hồng đạo quân nhân quả đại đạo cũng không phải là lấy vô thượng tu vi khống chế từng kiện pháp bảo, cũng không phải lấy pháp lực áp chế bọn hắn năm người, mà là cải biến những pháp bảo này cùng hứa ứng đám người hành vi nhân quả logic bọn hắn công hướng hồng đạo quân mỗi một chiêu logic trên quan hệ biến thành công kích những người khác hoặc là pháp bảo thậm chí tự mình hại mình chiêu thức nhân quả đại đạo quả thực lợi hại chúng ta bực này đạo hạnh bị nhân quả điều khiển còn không có sức phản kháng đổi lại mặt khác đạo hạnh không bằng chúng ta chỉ sợ khống chế lại dễ dàng hơn hứa ứng lòng còn sợ hãi nhân quả đại đạo mạnh ngoại hạng chỉ sợ so thái nhất đại đạo cũng không hề yếu thậm chí khả năng càng mạnh hồng đạo quân sở dĩ không phải đại đạo quân chỉ là bởi vì môn đại đạo này rất khó khăn tu luyện, khó mà đạt tới cực hạn thành tựu. Mà lại Hồng Đạo quân tư chất có hạn, cũng vô pháp đem môn đại đạo này tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới. Huyền Hoàng đạo chủ phi thân mà tới, lườm đám người một chút, lập tức ánh mắt rơi trên người Hứa Ứng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa Ứng hiển nhiên không phải người thiên cảnh, lại trở thành người truyền thừa của hắn, cho dù Huyền Hoàng đạo chủ cũng là có chút hoảng hốt, hoài nghi có phải hay không chỗ nào tính sai bất quá bây giờ thế cục đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều nói đi theo ta mảnh không gian này ở vào trong hỗn độn hứa ứng bọn người truyền thừa đằng sau nơi đây liền sẽ sụp đổ giờ phút này đã có thật nhiều địa phương vỡ ra cuồn cuộn hỗn độn chi khí cuồn cuộn rót vào huyền hoàng đạo chủ mang theo năm người phi thân lên phía trước không gian đột nhiên mở rộng bên ngoài chính là thiên cảnh khư huyền hoàng đạo chủ mang theo bọn hắn bay ra hỗn độn không gian liền gặp sau lưng hỗn độn không gian ẩm vang đổ sụp vô lượng hỗn độn chi khí đem vùng không gian kia nuốt hết, thuận huyền hoàng đạo chủ mở ra thông đạo, hướng thiên cảnh khư vào tới. Huyền hoàng đạo chủ tiện tay khép kín thông đạo, đem hỗn độn hải ngăn cách ở bên ngoài, nói kiếp số chưa đến, chúng ta còn không cần hoàn lại nhân quả, hỗn độn hải đuổi không kịp chúng ta. Hắn lui lại một bước, nhìn xem mới vừa rồi bị chính mình phong ấn thông đạo, sau một lúc lâu, thông đạo không có động tính, lúc này mới triệt để yên lòng. Hứa ứng nhìn thấy một màn cổ quái này, trong lòng kinh ngạc huyền hoàng đạo chủ nói kiếp số chưa đến nhưng lại rất khẩn trương tựa hồ đang lo lắng kiếp số sẽ đến chẳng lẽ nói hắn cũng không dám chắc kiếp số sẽ tới hay không hẳn là hắn cũng không thể khẳng định mình tại kiếp số bên trong phải chăng có thể tự vệ huyền hoàng đạo chủ quay người lại quét bọn hắn năm người một chút lập tức ánh mắt rơi trên người hứa ứng lại là một trận mê mẩn trừng trừng luôn cảm thấy tiểu tử này xuất hiện tại thiên cảnh phục hưng trong đội ngũ hẳn là chỗ đó có vấn đề Hắn tạm thời buông xuống ý định này, rời đi ánh mắt, nhìn về phía đã là phế tích thiên cảnh vũ trụ. Ánh mắt của hắn thâm trầm, chậm rãi từ trên mảnh sơn hà này di động. Nơi này là dưỡng dục hắn cố thổ, bây giờ lại trở thành đất khô cằn, đất cằn sỏi đá, giữa thiên địa oán khí cùng cừu hận, làm sao cũng cọ rửa không xong. Đại đạo triều tịch, để đã từng phồn vinh thịnh vượng thiên cảnh, biến thành đất chết, đại đạo chủ cũng không có thể ngăn cản. Phía trước là còn có hay không đường, có thể tránh đại đạo triều tịch? tránh né kiếp số. Hắn đang thì thào tự nói, đại đạo, phải chăng có cuối cùng? Nơi cuối cùng, đại đạo triều tịch còn có thể tiếp cận sao? Kiếp số phải chăng như ta đồng dạng, luôn luôn tìm không được cuối cùng? Đột nhiên, huyền hoàng đạo chủ bồng bình đứng lên, hướng một chính mình khác đại chiến bốn vị đại đạo quân phương hướng đi đến. Thân hình của hắn kéo theo lấy thiên khư vô tận oán khí, những cái kia chết thảm tại bỉ ngạn trong tay oan hồn sớm đã chôn vùi, không còn tồn tại, nhưng bọn hắn oán khí vẫn tại, biến thành vùng thiên địa này nhân quả. Hắn vì báo thù mà phục sinh, hứa ứng, chắc đạo thuần các loại năm người riêng phần mình hướng về phía trước đuổi mấy bước, lại đều dừng bước. Huyền hoàng đạo chủ lần này đi là muốn cùng một chính mình khác dung hợp, dung hợp đằng sau, bốn vị đại đạo quân liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, huyền hoàng đạo chủ tuyệt không có khả năng thắng. Hắn thua không nghi ngờ, bởi vì bỉ ngạn cũng có đại đạo chủ. Trác đạo thuần nói, Bỉ ngạn đại đạo chủ tuyệt sẽ không cho phép Huyền Hoàng đạo chủ phục sinh. Hứa ứng gật đầu nói: Bốn vị đại đạo quân suy tàn thời điểm chính là bỉ ngạn đại đạo chủ lúc động thủ. Bây giờ thiên cảnh đại đạo còn tại giai đoạn cất bước, Huyền Hoàng đạo chủ thực lực tuyệt đối không có khôi phục lại đỉnh phong, không thể nào là bỉ ngạn đại đạo chủ đối thủ. Vệ Dịch nói: Thế nhưng là chúng ta phải nên làm như thế nào? Hứa ứng ánh mắt tại bốn người bọn họ trên mặt đảo qua nói: Các ngươi chỉ có một cái sống sót biện pháp, chính là lưu tại thiên cảnh khư một bên cùng xâm lấn nơi này thiên cảnh cao thủ chém giết một bên mượn nhờ thiên cảnh đại đạo khôi phục mà trưởng thành lớn mạnh các ngươi nếu là không để ý có thể làm phản tặc nam cung hạo sắc mặt ảm đạm nói ta vốn là âm dương đại đạo quân đệ tử chúng ta mạch này nói chuyện đều là âm dương quái khí ta đã từng âm dương mấy vị sư huynh nói bọn hắn huyết thống bất chính là vũ trụ khác gian tế sớm muộn làm theo yêu cầu phản tặc không nghĩ tới đến sau này ta mới phát hiện ta mới là gian tế kia, nhất định sẽ làm phản tạc. Sư Ngọc Đình muốn cười, cũng không dám cười. Hắn nguyên bản cũng không biết chính mình là người thiên cảnh, thẳng đến đến chỗ này về sau, đạt được những cơ duyên kia, hắn mới mơ hồ đoán ra chính mình có thể là người thiên cảnh hậu đại. Hắn mới lấy đoán ra, Sư Tôn thần ma đại đạo quân để cho mình đến đây, chỉ sợ là vì lấy đại đạo chủ truyền thừa mà tới. Đợi cho đạt được truyền thừa, nghênh đón chính mình, chỉ sợ là tử vong. Bởi vậy, bốn người bọn họ không thể không phản hứa ứng đầy nhiệt tình nói các ngươi nếu là muốn làm phản tặc mà nói ta có phương pháp ta cùng thiên cảnh khư loạn đảng là đồng hương lần này tới thiên cảnh khư chính là tới thăm bọn hắn ta có thể vì các ngươi dẫn tiến bốn người lướt nhau riêng phần mình gật đầu bất đắc dĩ bốn người bọn họ đạt được đại đạo chủ truyền thừa bốn vị đại đạo quân đều muốn lấy được truyền thừa bọn hắn chủ động giao ra huyền hoàng đạo giới kinh còn có thể lưu đến một cái toàn thây nếu là không muốn giao ra như vậy sẽ đã chết không gì sánh được thê thảm mà đại thiên vũ trụ, đều là tại bốn vị đại đạo quân nắm giữ phía dưới, bọn hắn đảo vong bất kỳ một cái nào vũ trụ, đều là tự tìm đường chết. Duy chỉ có lưu tại thiên cảnh khư, còn có một chút hy vọng sống. Trác đạo thuần nói, hứa sư đệ, người không lưu lại. Hứa ứng cười nói, ta là thái nhất đại đạo quân đệ tử, đối với lão sư trung thành tuyệt đối, há lại các người đám phản tạc này có thể so sánh. Vệ dịch nói, thái nhất đại đạo quân biết ngươi cũng là phản tạc. Ngươi lưu lại không phải tự tìm đường chết. Hứa ứng cười nói, bây giờ là thái nhất đại đạo quân càng cần hơn ta, mà không phải ta càng cần hơn thái nhất. Nếu như các người đều không có đi, như vậy ta còn có thể sẽ chết, nhưng các người bốn cái hết thảy rời khỏi, như vậy ta ngược lại an toàn. Chắc đạo thuần bọn người không còn miễn cưỡng hắn, chắc đạo thuần nói, như vậy, như thế nào mới có thể nhận biết mấy vị kia loạn đảng. Hứa ứng thét dài một tiếng, cất cao giọng nói, hư hoàng, thái ất thiên tôn, địa tiên tri tổ. Hắn liên thanh kêu gọi, sau một lúc lâu, một thanh âm phi tốc tiếp cận đến rồi. Đến rồi, thanh âm này cũng rất là lạ lẫm không phải hư hoàng, thái ất cùng địa tiên chi tổ bên trong bất kỳ một người nào. Thanh âm kia chủ nhân rốt cuộc lộ diện, lại là một cái thân mặc đạo bào màu xám trắng lão giả, lão giả này tóc hoa dâm, thân hình gầy gò, bề ngoài xấu xí. Hứa ứng nhìn thấy hắn, lại là vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, ngọc hư đạo tổ. Đệ tử hứa ứng, hữu lễ, cái kia đạo bào màu xám trắng lão giả chính là ngọc hư đạo tổ, nhìn thấy hứa ứng, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, cười nói tốt, tốt. Ngươi là hứa do hậu nhân, quả nhiên theo hắn, anh Tuấn thoải mái, trung hậu lão thành. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, mấy vị xin mời đi theo ta. Hứa ứng khen, tổ sư nhìn người thật chuẩn, đám người vội vàng đuổi theo ngọc hư đạo tổ, biến mất ở trong hắc ám. chương 1319, cũng không lâu lắm, bọn hắn tìm được dấu ở trong hắc ám hư hoàng bọn người, trừ thái ất thiên tôn, biệt tiên tri tổ bên ngoài, Hứa Ứng còn chứng kiến Thái Thanh đạo tổ, Ngọc Thanh đạo tổ bọn người không chịu được kích động không thôi. Địa tiên giới trong lịch sử nhất tiếng tăm lừng lẫy mấy vị đạo tổ, đều tụ ở chỗ này. Phật tổ, Hứa Ứng hai mắt tỏa sáng, phát hiện Phật tổ cùng Tu Di Sơn chư Phật, vội vàng tiến lên chào. Năm đó hắn lần thứ nhất phi thăng bị ngạn, nếu không có bị Phật tổ cùng chư Phật phát hiện, kịp thời đem hắn ngăn lại, chỉ sợ hắn đã sớm rơi vào bỉ ngạn chi thủ, tra hỏi ra tam giới hạ lạc. Ta cùng Phật tổ duyên Phật không chỉ như thế, hứa ứng lễ Phật cười nói, Phật tổ lưu lại một chuỗi Phật châu để cho ta nhiều lần giữ được tính mạng, ta lại dùng cái này Phật châu cứu ra bị vây ở ngưng kết trong thời không Phật tử Tế giác, bây giờ Tế giác cũng chứng được trí tôn cảnh, tam giới Phật môn phát triển không ngừng. một tôn đại Phật hỏi Tế giác phải chăng còn tốt? Hứa ứng nghĩ nghĩ nói rất tốt, chính là ghét ác như cừu. thiện tai thiện tai, chư Phật cùng nhau khen, may mắn chúng ta ngày bình thường dậy bảo hắn muốn một lòng hướng thiện. Phật tổ gặp hắn không hiểu, nói tế giác không phải chúng ta người tam giới, hắn là chúng ta tại thiên cảnh khư nhặt được, trời sinh lệ khí cực nặng, trong nội tâm cất giấu kinh khủng oán niệm, ngay cả chúng ta chư Phật đều không thể hóa đi, đành phải truyền cho hắn Phật pháp, chờ đợi hắn có thể mượn Phật pháp đến luyện hóa oán niệm cùng lệ khí. Hứa Ưng nhớ tới tế giác hơi một tí liền muốn đem người độ hóa, để cho người ta quy y tình hình cười nói, hắn hiện tại tốt hơn nhiều, ta không có cảm giác được hắn lệ khí, ngược lại rất là từ bi đâu chư Phật riêng phần mình trên mặt vui mừng Phật tổ cũng không chịu được cười nói chúng ta hoài nghi hắn có thể là thiên cảnh khư oán khí oán niệm hình thành ma thần để hắn lưu tại thiên cảnh khư sẽ chỉ làm hắn lệ khí oán niệm càng ngày càng nặng cho nên mới dự định để hắn thông qua động nguyên nhảy đến trong tam giới đi xem ra hay là tam giới khí hậu tốt đem hắn dưỡng thành thiện nhân thiện tai thiện tai chư Phật khen lớn hư Hoàng Đại đạo quân nói các ngươi không cần luôn luôn hàn nguyên bị ngạn bốn vị đại đạo quân cùng huyền hoàng đại đạo chủ quyết đấu, cơ hội khó được, các người còn có nhìn hay không? Hứa ứng bọn người vội vàng đi vào hư hoàng trước mặt, hứa ứng hướng hư hoàng cảm ơn, nói, nhờ có đạo huynh đem ta kịp thời đưa về tam giới, lại đưa tới tịch kiếp kinh. Hư hoàng cười nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hứa đạo hiếu, các người giải mã tịch kiếp kinh, trước sau dùng bao lâu? Hứa ứng trầm ngâm một lát, nói trước sau 8 năm. 8 năm a à, hư hoàng, điện tiên tri tổ đám người sắc mặt có chút ảm đạm ngọc hư đạo tổ nói tám năm mà nói tam giới đạo pháp thần thông so với chúng ta năm đó cũng không có tiến bộ bao nhiêu xa không phải bỉ ngạn đối thủ hứa ứng nói chúng ta bây giờ vượt qua đi một trận thiên tiên giới thu hoạch còn cải tiến long văn phù văn đạo văn để bỉ ngạn lý văn không cách nào trực tiếp thay thế tam giới đại đạo chúng ta còn khai sáng tân đạo sáng chế lấy động lão uyên từ luyện động uyên tân đạo nhưng vẫn là cách bỉ ngạn quá xa Hư hoàng đại đạo quân nói, cái kia hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh, chỉ là một môn đạo cửu cảnh giới công pháp, các người cần thời gian dài như vậy cùng nhiều như vậy thiên tài, tốn hao 8 năm lâu mới có thể giải mã đi ra, cho thấy tam giới tại cơ sở phù văn cơ cấu, cơ sở đại đạo, cùng cao đẳng đại đạo, cao đẳng trên công pháp, đều có cực lớn không đủ. Hứa ứng cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói phải, nói ta lần này đến bị ngạn, chính là tới lấy chân kinh. Trở thành bị ngạn người, mới có thể thua bị ngạn pháp bất luận kẻ nào, ý đồ đem bị ngạn chân kinh mang về cố thổ, đều sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Hư hoàng đại đạo quân thản nhiên nói, tam giới trong lịch sử, đã có người ấn chứng điểm này. Hứa ứng nói, nhân tộc đại đế hạo dập, thi thể của hắn từ bị ngạn trở về, ta tiến đến nghênh, đem hắn mai táng tại tử vi càn sơn, cùng chư đế một dạng, đều mai táng ở nơi đó. Hư hoàng đại đạo quân nói, người nếu biết có kết cục này vẫn kiên trì muốn lấy chân kinh sao. Lấy, hứa ứng quả quyết nói. Địa tiên tri tổ nói, lấy chân kinh, chưa hẳn cần từ bỉ ngạn lấy, cũng có thể từ thiên cảnh khư lấy. Thiên cảnh khư bây giờ đại đạo khôi phục, thiên địa đại đạo sẽ càng ngày càng mạnh, những cái kia đại đạo chủ, bất hủ, cũng sẽ tùy theo mà phục sinh. Bọn hắn lưu lại công pháp cũng sẽ dần dần hiện thế. Tại thiên cảnh thỉnh kinh, so bỉ ngạn càng tốt hơn. Hứa ứng nói, thiên cảnh lúc nào cũng có thể bị bỉ ngạn diệt đi, tính nguy hiểm quá lớn. Chúng ta cần hai tay chuẩn bị, các ngươi lưu tại thiên cảnh khư, ta lưu tại bỉ ngạn. Địa tiên tri tổ khẽ nhíu mày, hư hoàng nói, hứa đạo hiếu biện pháp nhưng cũng có mấy phần đạo lý, thêm một loại thủ đoạn, tóm lại là tốt. Ngọc hư đạo tổ nói, nhưng là tại bỉ ngạn thỉnh kinh, quá hung hiểm. Người có nắm chắc không? Hứa ứng cười nói, năm đó hạo thiên đế có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Trong lúc nói chuyện, nơi xa đột nhiên thiên địa đại đảo oanh minh, tựa như cùng thiên băng địa liệt lúc ồn ào náo động, đám người vội vàng nhìn lại, bốn vị đại đạo quân sau lưng bầu trời, vậy mà cùng nhau mở rộng, mơ hồ hiện ra đại thiên vũ trụ dị tưởng. Đó cũng không phải đại thiên vũ trụ thật bị bọn hắn đả thông, chỉ là bởi vì trong những vũ trụ này cường giả triệu hoán thái nhất, âm dương, sinh tử cùng thần ma động nguyên từng tòa động uyên cùng những vũ trụ kia kết nối, hình thành dị tưởng. Chỉ là bốn vị đại đạo quân truyền thừa thực sự cổ lão, truyền nhân thực sự quá nhiều, triệu hoán đi động nguyên cũng không biết bao nhiêu mà đếm, đến mức bốn vị đại đạo quân điều động động uyên chi lực, liền tựa như đem đại thiên vũ trụ từ trong hỗn độn hải kéo đến thiên cảnh hư đồng dạng. Đại đạo quân nội tình, thực sự sâu không lường được. Thái thanh đạo tổ thở dài, chán nản nói, không thu gặt đại thiên thế giới, chỉ dựa vào chính mình mộ đạo tu hành, căn bản không thể cùng bọn hắn kinh khủng pháp lực địch nổi. Hư hoàng nói, nhưng hạo thiên đế không có thu hoạch đại thiên thế giới, lại năng lực ép hết thảy bất hủ, trở thành đại đạo quân. Có thể thấy được, thu hoạch cũng không cần thiết, thậm chí nói không chừng so thu hoạch đi càng xa. Thái thanh đạo tổ nguyên bản không có bao nhiêu lòng tin, trải qua hắn kiểu nói này, lại lần nữa lại cháy lên lòng tin. Giờ phút này, bốn vị đại đạo quân cùng huyền hoàng đạo chủ một trận chiến cũng đến mấu chốt nhất thời kỳ, bốn vị đại đạo quân pháp lực quả thực chấn thiên áp địa, chấn áp hết thảy, cho dù là thiên cảnh khôi phục đại đạo cũng bị bọn hắn chấn áp. Khí thế của bọn hắn châu liên bích hợp, phảng phất đại thiên vũ trụ chính là bọn hắn động nguyên, đại thiên vũ trụ thiên địa đại đạo, vì bọn họ chỗ điều động. Nhưng mà huyền hoàng đạo chủ thực lực kinh khủng hơn, càng thêm không thể tưởng tượng nổi, hắn mỗi một kích đều giống như thiên địa đại đạo tự nhiên mà vậy phát khởi công kích, vặn vẹo đối phương đạo Pháp, thậm chí hóa đối phương đạo Pháp vì mình đạo Pháp. Bốn vị đại đạo quân khí thế mạnh hơn hắn, thần thông uy lực kinh thiên động địa, nhưng từ đầu đến cuối không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Đột nhiên, sinh tử đại đạo quân đón lấy huyền hoàng đạo chủ một kích, phun máu phè phè, không nói một lời quay người liền đi, sau lưng đại thiên vũ trụ dị tượng lập tức liên miên liên miên hủy diệt. Hứa ưng có chút không hiểu, sinh tử đại đạo quân thực lực yếu như vậy. Hư hoàng mỉm cười, nói, hắn là bị ta đả thương, bây giờ huyền hoàng đạo chủ chẳng qua là để hắn vết thương cũ tái phát. Ta để lại cho hắn thương, không dễ dàng như vậy chữa trị. Nói đi, hắn kịch liệt ho khan, sinh tử đại đạo quân để lại cho hắn đạo thương, cũng không có dễ dàng như vậy chữa trị. chương 1320, quên, chính là phản bội. Sinh tử đại đạo quân cùng hư hoàng bị thương đều không khác mấy, thậm chí hư hoàng chịu đạo thương còn muốn càng nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng mà hư hoàng sau khi bị thương, liền sẽ không tiếp tục cùng người giao phong, hết sức chuyên chú trị liệu đạo thương, ngẫu nhiên mới xen vào một đôi lời. Nhưng sinh tử đại đạo quân phải đối mặt địch nhân lại là huyền hoàng đạo chủ tồn tại bực này, nhất định phải điều vận toàn lực. Nếu như thực lực của đối thủ cùng hắn tương xứng, hắn còn không đến mức bại lộ vết thương cũ, nhưng huyền hoàng đạo chủ thực lực cao minh, đạo hạnh cao hơn, biết hắn là trong bốn người điểm yếu kém sinh tử đại đạo quân lần này thương thế bộc phát, chính là ở chỗ hắn cùng huyền hoàng đạo chủ liều mạng một cái, phát hiện hư hoàng để lại cho hắn trong đạo thương, tích chứa đạo pháp trong lúc bất chợt gấp 10 gấp trăm lần sinh trưởng Loại đạo thương này không những tại hắn nhục thân nguyên thần bên trong, còn tại trong đại đạo của hắn, thậm chí kéo dài đến đại thiên vũ trụ bên trong, muốn xuất hiện tại hắn mỗi một tòa động nguyên bên trong. Xu thế này, đem hắn dọa đến hồn phi phách tán, không đi không được. Nếu là không đi, vẻn vẹn hư hoàng lưu lại đạo thương đều đủ để đem hắn xé nát hắn đi lần này không thể coi thường bốn vị đại đạo quân châu liên bích hợp tư thế lập tức cáo phá cái thứ hai gặp nạn chính là thần ma đại đạo quân hắn thần ma cực đạo phú cũng là một môn đem thần ma hai đạo tu luyện tới đạo cực cấp độ huyền công môn công pháp này thần đạo ma đạo đồng tu hai môn đại đạo hỗ trợ lẫn nhau tương hỗ là bóng ma thần là ma bóng ma ma là thần bóng ma quang minh là hắc ám bóng dáng hắc ám là quang minh bóng dáng Thần cùng ma cùng chỗ một thể, thần tiêu ma trưởng, thần trưởng ma tiêu, đều tại hắn một ý niệm. Mà giờ khắc này hắn tại vận chuyển thần ma cực đạo phú một khắc này, lại chỉ cảm thấy ma đạo không bị khống chế sinh trưởng tốt, thần tiêu ma trưởng tuần hoàn xu thế, lập tức cáo phá. Thần ma đại đạo quân trong lòng bối rối, lập tức nghịch chuyển thần ma cực đạo phú, để thần trưởng ma tiêu. Nhưng hắn đạo tâm hốt hoảng một sát na, huyền hoàng đạo chủ một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Thần ma đại đạo quân một tiếng ẩm vang, Nhục thân một phân thành hai, một nửa là thần khu, một nửa là ma khu. Thần ma hai phần, không cách nào lại độ tương dung. Thần ma đại đạo quân có thể cảm giác được chính mình vỡ ra, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khép lại, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Thân thể của hắn vỡ ra, sau lưng từng tòa thần ma động nguyên cũng đi theo đùng đùng vỡ ra, một phân thành hai, biến thành thần đạo động nguyên cùng ma đạo động nguyên. Không những như vậy, đại thiên vũ trụ bên trong, hắn mạch này, tất cả tu luyện thần ma hai đạo tu sĩ triệu hoán đến động nguyên nhau nhao vỡ ra đáng sợ hơn chính là những tu sĩ này lập tức cũng đi theo vỡ ra một phân thành hai không cách nào khép lại hắn hỏng đạo thống của ta để cho ta không cách nào thu hoạch thần đạo đại đạo quân cùng ma đạo đại đạo quân chăm miệng một lời âm thanh kêu lên hắn lời còn chưa dứt âm dương đại đạo quân bứt ra liền đi hoảng sợ không hiểu không dám cùng huyền hoàng đạo chủ đối nghịch âm dương đại đạo quân tu luyện là âm dương nhị đạo âm dương nhị đạo đi là âm dương hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau hóa sinh con đường. Huyền Hoàng đạo chủ khắc chế thần ma đại đạo quân thủ đoạn, mặc dù không thể dùng đến trực tiếp khắc chế hắn, nhưng nhất định có khắc chế thủ đoạn của hắn. Hắn bỏ chạy đằng sau, liền chỉ còn lại có Thái Nhất đại đạo quân quyết đấu Huyền Hoàng đạo chủ. Không có sinh tử, âm dương cùng thần ma tam đại đạo quân tương trợ, Thái Nhất đại đạo quân ngược lại khí thế mạnh hơn, hắn Thái Nhất đại đạo đã tu luyện tới cao độ trước đó chưa từng có, dung hợp các loại đạo pháp, các loại đại đạo hỗn như Thái Nhất, không phân khác biệt. Huyền Hoàng đạo chủ cố nhiên là đại đạo chủ, nhưng là dù sao vừa mới phục sinh, thiên địa đại đạo không được đầy đủ. Luận tu vi, Huyền Hoàng đạo chủ thời khắc này tu vi còn không bằng hắn, luận đại đạo, hắn thái nhất đại đạo tự nhiên có đại đạo chủ cảnh một ít đặc thù. Tỷ như nói vạn đạo quy nhất lấy một hóa vạn, hai người chiến không được mấy hiệp, thái nhất đại đạo quân thực lực tu vi liền càng ngày càng mạnh, chiến ý càng tăng vọt. Trong lúc bất chợt, thái nhất đại đạo quân máu phun phè phè, khí tức huệ oải xuống tới hứa ứng thấy vậy một màn bỗng nhiên biết nguyên do thất thanh nói hạo thiên đế cùng một thời gian trác đạo thuần cũng từ kinh hô hạo dập đại đạo quân hai người liếc nhau lại rời đi ánh mắt bọn hắn đồng thời nghĩ đến thái nhất đại đạo quân năm đó duy nhất một lần chiến bại chính là bài ở trong tay hạo thiên đế hạo thiên đế thần thông thương không có thể nói tập đạo pháp đại thành thần thông này đem thái nhất trọng thương để hắn bị thương nhiều năm mặc dù hắn đem đạo thương này xóa đi nhưng Huyền Hoàng đạo chủ tại cùng hắn trong quá trình giao thủ, tỉnh lại đạo thương, nhưng đường thương lại lần nữa bộc phát. Hắn tương đương với bị Hạo Thiên Đế lấy thần thông thương khung lại lần nữa trọng thương, bởi vậy khó tránh khỏi uể oải. Cho đến ngày nay, Thái Nhất đại đạo quân vẫn như cũ chưa từng phá giải Hạo Thiên Đế thần thông. Hứa ứng cùng Trác đạo thuần trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Thái Nhất đại đạo quân quay người liền đi, nhưng sau một khắc liền bị Huyền Hoàng đạo chủ đuổi kịp, hai người tái chiến mấy hiệp thái nhất đại đạo quân chúng huyền hoàng đạo chủ một cái thần thông đánh vào hậu tâm oanh thái nhất đại đạo quân như vậy nổ tung thân thể vỡ vụn mỗi một cái mảnh vỡ đều là hóa thành một loại đại đạo do một loại kia đại đạo hóa thành một vị thái nhất đại đạo quân thái nhất đại đạo quân vỡ thành không biết bao nhiêu khối thái nhất động uyên cũng theo đó mà phá toái vỡ thành đồng dạng từng khối mỗi một khối riêng phần mình chất chứa một loại đại đạo không chỉ có như vậy loại xu thế này thậm chí còn lan tràn đến đại thiên vũ trụ bên trong, thái nhất đại đạo quân tất cả truyền nhân đều cảm giác được chính mình sẽ có vỡ ra xu thế. Nhưng vào lúc này, một cái cá thể thái nhỏ bé thái nhất đại đạo quân đột nhiên khép lại, lại trở về bản thể, từ vô số cái mảnh vỡ, biến thành duy nhất. Chiều này vạn đạo quy nhất đạo Pháp, thắng qua thần ma đại đạo quân rất nhiều, khiến cho người nhìn mà than thở. Hứa ứng nhìn ở trong mắt, thấp giọng nói thái nhất chân truyền. Tam khí thông huyền, cửu huyền quy nhất đại đạo chủ cũng không phá được hắn thái nhất đại đạo hắn vừa nghĩ đến nơi này thái nhất đại đạo quân liền bị đánh đến thổ huyết ngã xuống bay đi nhục thân lại lần nữa nổ tung hứa ứng lập tức im miệng lấy thái nhất đại đạo quân thương thế nghiêm trọng trình độ hắn cảm thấy mình lời này hay là nói đến quá vẹn toàn đại đạo quân rất có thể không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị huyền hoàng đạo chủ giết chết thậm chí ngay cả đạo thống cũng sẽ bị hết thải xóa đi nhưng vào lúc này đột nhiên bầu trời buông xuống một đạo dị nhân thân ảnh từ không trung hạ xuống, đi vào thái nhất đại đạo quân phía trước, ngăn trở huyền hoàng đạo chủ tất sát nhất kích. Cái này dị nhân thân ảnh vừa mới xuất hiện, toàn bộ thiên cảnh khư đột nhiên khắp nơi sấm sét vang dội, vô số đạo thiểm điện xua tán đi hắc ám, nhưng càng thêm hắc ám địa phương lại hiện ra đến. Hứa ứng hướng những cái kia đen kịt chi địa nhìn lại, chỉ gặp vô số xương khô ở trong hắc ám quay cuồng, gào thét, cuồn cuộn oán khí ngưng tụ thành sát, dù hắn dạng này người chứng đạo gặp, cũng không rét mà run ước vạn hài cốt, tại từng đoàn từng đoàn hắc ám chi địa bên trong bốc lên, giấy rùa, trùng kích, ngập trời oán khí trong lúc bất chợt ùn ùn kéo đến, ra chỉ đến huyền hoàng đạo chủ trên thân. Bị diệt tuyệt người thiên cảnh hài cốt, hứa ứng lập tức tỉnh ngộ, tên dị nhân này là năm đó thiên cảnh đại đồ sát thủ phạm. Hắn đến, tỉnh lại tất cả thiên cảnh oan hồn, bị ngạn có quan hệ với u minh loại đạo pháp, nhưng là không có âm gian, những oan hồn này không chỗ đi, chỉ có thể ở đây tụ tập, oán khí càng ngày càng nặng. Lúc này những này oán khí ra chỉ tại huyền hoàng đạo chủ trên thân, nghênh tiếp dị nhân kia công kích. Giờ khắc này hai vị đại đạo chủ bộc phát ra lực lượng, bóp méo đạo pháp, điên đảo càn khôn, hai đạo thần thông va chạm địa điểm thời không chôn vùi, xuất hiện hỗn độn hải bóng dáng. chương 1321, nhưng mà hỗn độn hải cũng chưa từng tới kịp xâm lấn thiên cảnh khư liền bị hai đại đạo chủ lực lượng kinh khủng làm cho nước biển không ngừng lùi lại. Thậm chí có chút hỗn độn chi khí bị bốc hơi, Do hỗn độn hóa thành từng cái đóa hoa giống như xoay tròn nở rộ thời không, ngã vào thiên cảnh hư, phảng phất từng cái nho nhỏ hồng nguyên. Đại đạo chủ lực lượng quá kinh khủng, nhanh chóng né tránh. Hư Hoàng không nói lời gì, pháp lực vận chuyển, đám người không tự chủ được phi thân lên, rơi vào hắn trong động nguyên, hướng nơi xa phi tốc bỏ chạy. Phía sau bọn họ, hai đại đạo chủ thần thông nhất lên thời không gợn sóng nương theo lấy từng đóa từng đóa kỳ lạ thời không chi hoa, xoay tròn lấy bay tới, những nơi đi qua, hết thảy đều bị xoắn nát gây dựng lại. Gây dựng lại sau sự vật, liền ngay cả cha mẹ cũng nhận không nổi đi ra. Đại đạo quân, nhanh lên, nhanh lên nữa. Thái thanh đạo tổ thúc giục nói, hứa ứng nhãn tình sáng lên, luôn miệng nói, nhanh. Các vị đạo hiếu, thu lấy những thời không chi hoa kia. Có tác dụng lớn, đám người nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, thái thanh, ngọc thanh, ngọc hư, thái ất, Biệt tiên chi tổ bọn người nhao nhao xuất thủ, hướng trong thời không gợn sóng đóa hoa hái đi. Không ngờ cái kia thời không gợn sóng cực kỳ khủng bố, bọn hắn thần thông huyễn hóa đại thủ, mới vừa tiến vào gợn sóng bên trong liền bị xoắn đến vỡ nát. Chỉ có địa tiên chi tổ thực lực tu vi mạnh nhất, tại thần thông phá toái trước đó lấy xuống một đóa thời không chi hoa. Hoa này tới tay, đám người nhìn lại, nhưng gặp trong hoa tựa hồ có một cái ngay tại hình thành mở bên trong nhỏ bé vũ trụ, các loại đại đạo ở bên trong ấp củ hình thành. Cùng loại hồng nguyên, lại không phải hồng nguyên, mà là một loại thần thông tạo vật, địa tiên chi tổ nhìn thoáng qua liền biết chân quý cười nói bảo vật này đã không cách nào tiếp tục hấp thu hỗn độn chi khí trưởng thành nhưng có vật này nhưng cũng tương đương với có được một tòa bất hủ cấp động uyên đám người nghe vậy cực kỳ hâm mộ lại lần nữa riêng phần mình xuất thủ hướng những thời không chi hoa kia chộp tới chỉ là hai đại đạo chủ thần thông dư ba thực sự lợi hại cho dù hư hoàng cũng chỉ có mang theo bọn hắn chạy chối chết phần địa tiên chi tổ lại lần nữa ra tay lại lấy xuống vài đóa thời không chi hoa, đưa cho đám người. Cho dù là Trác đạo thuần, vệ dịch, nam cung hạo cùng sư Ngọc Đình, cũng riêng phần mình được một đóa. Địa tiên chi tổ còn dự định đưa cho hứa ứng, bất quá phụ cận thời không chi hoa đã bị hắn lấy xuống, muốn lấy xuống địa phương khác thời không chi hoa, cần chạy vội đi qua, về thời gian không kịp. Hô, hai đại đạo chủ thần thông dư ba rốt cuộc đuổi qua hư hoàng, cuồng bạo thời không gợn sóng cứ việc suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn là đem hư hoàng thân thể phát động, tại thời không trong gợn sóng lăn lông lốc, không cách nào ổn định thân hình. Đám người ẩn thân tại hắn trong động uyên cũng là lăn lông lốc, không cách nào ổn định. Sau một lúc lâu, động uyên run run lúc này mới ngừng, đám người nhao nhao dừng hẳn, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng gặp toàn bộ thiên cảnh khư đột nhiên trở nên mù sương một mảnh, không còn là hắc ám, có ánh sáng, lại nhìn không xa lắm, phảng phất thời không che một tầng sương mù hoặc sa mỏng. Giữa thiên địa đạo Pháp, cũng biến thành quỷ dị mà phá toái đứng lên, đại đạo mặc dù phá toái, lại tản ra dị thường khỏe mạnh sức sống. Loại này đại đạo sức sống cực không bình thường, trong lòng bọn họ bất an, hư hoàng cũng tăng thêm tốc độ, dọc theo một cái phương hướng phóng đi, ý đồ thoát đi đạo chủ cấp chiến trường. Đột nhiên, cỗ thứ hai thời không gợn sóng sông đến, hiển nhiên là hai vị đại đạo chủ còn tại tranh chấp. Cái kia nhét đầy giữa thiên địa oán khí để huyền hoàng đạo chủ thực lực không ngừng kéo lên, cơ hồ tương đương tại thời kỳ đỉnh phong chiến lực của hắn. Hư Hoàng, hứa ứng bọn người cho dù tại chạy trốn bên trong, cũng còn có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Đây là có thể chi phối một cái vũ trụ lực lượng. Cỗ thứ ba thời không gợn sóng lập tức mà đến, một đạo điệp ra một đạo, tốc độ càng nhanh, đuổi kịp Hư Hoàng bọn người, lại lần nữa đem bọn hắn cuốn vào thời không gợn sóng bên trong. Cái này ba cỗ thời không gợn sóng qua đi, đột nhiên hết thảy trở nên gió êm sóng lặng, rốt cuộc không cảm giác được đại đạo chủ cấp tồn tại lực lượng đáng sợ chiến đấu kết thúc đám người riêng phần mình khẽ giật mình hướng bốn phía nhìn lại nhưng gặp ánh sáng càng tăng lên nhưng là quang mang từ chỗ nào mà đến lại không người có thể thấy rõ thời không vỡ nát trở thành chiết xạ những này ánh sáng hạt bụi nhỏ hứa ứng đột nhiên nói nhưng ánh sáng này hẳn là hai vị đại đạo chủ thần thông xuất phát ra đạo quang đạo quang tại phá toái thành bột mịn trong thời không không ngừng chiết xạ bởi vậy tạo thành loại này sương mù mịt mờ cảm giác loại này chiết xạ có thể sẽ ở chỗ này tiếp tục mấy triệu năm cũng sẽ không đình chỉ. Đột nhiên, Ngọc Hư đạo tổ từ hư hoàng trong động nguyên bay ra, xông vào trong sương mù. Ngọc Hư, nhanh lên trở về, thái thanh đạo tổ hoảng hốt vội nói, bên ngoài hung hiểm. Dựa vào người chính mình có thể ngăn cản không nổi đại đạo chủ thần thông dư ba. Ngọc Hư đạo tổ không thấy tâm hơi, Phật tổ nói ta đi tìm hắn. Hắn vừa mới phi thân ra ngoài, liền gặp Ngọc Hư đạo tổ lấy xuống một đóa thời không chi hoa từ trong sương mù đi tới, thanh quắc trên khuôn mặt treo dáng tươi cười. Hứa đạo tổ, cái này cho ngươi, hắn đem thời không chi hoa đưa cho hứa ứng, cười nói, chúng ta đều có, liền ngươi không có. Tổ sư, hứa ứng ngửa đầu nhìn xem lão nhân này, trong mắt tràn đầy đều là cảm động, nói, đa tạ tổ sư. Ngọc hư đạo tổ gặp hắn nhận lấy thời không chi hoa, trong lòng rất là vui vẻ. Hứa ứng kỳ thật có được tốt hơn hỗn độn liên cùng hồng nguyên, nhưng Ngọc Hư đạo tổ đối với năm đó vứt xuống hứa ra tiên tổ tự mình rời đi sự tình một mực canh cánh trong lòng, chính mình nhận lấy đóa này thời không chi hoa, cũng có thể để Ngọc Hư đạo tổ buông xuống một chút gánh nặng trong lòng. Hư Hoàng đại đạo quân xoay người, hướng hai đại đạo chủ giao chiến chi địa đi đến, đám người thấy thế, trong lòng có chút bất an, cảnh giác đánh giá bốn phía. Qua thật lâu, bọn hắn trở lại hai đại đạo chủ giao chiến địa, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy thiên địa trở nên dị thường vuông vức, so mặt kính còn muốn vuông vức, cho dù là để ngư cơ đạo nhân đến đây, nằm dạp trên mặt đất cẩn thận thẩm tra, cũng tìm không thấy bất luận cái gì bất bình địa phương. Huyền hoàng đại đạo chủ ngồi tại trên mặt kính, thần thái nghiêm nghị, trang nghiêm không gì sánh được. Ánh mắt của hắn rơi vào đi tới hư hoàng bọn người trên thân, vẫn như cũng tràn đầy cảm giác áp bách. Hỗn độn hải là một vùng tâm tối chi địa, từng cái vũ trụ ở trong hắc ám du tẩu, theo gió sóng phiêu bạt. Khi hai cái vũ trụ gặp nhau, lễ nghi, văn minh cùng thương hại, cũng sẽ không mang đến hòa bình. Huyền Hoàng đạo chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mơ mơ hồ hồ bầu trời, ta lĩnh ngộ ra điểm này lúc đã quá muộn. Nhục thể của hắn bắt đầu phá toái, đại đạo hóa thành bột mịn. Đem thiên cảnh văn minh kéo dài tiếp, hắn gần như khẩn cầu giống như nhìn xem Trác đạo thuần, vệ dịch bọn người, thanh âm khàn khàn nói, không nên quên diệt tộc cừu hận, dù là chỉ còn lại có cái cuối cùng người thiên cảnh. Xoạt, vị này đại đạo chủ như vậy phá toái, tại trước mặt bọn hắn hóa thành vô số hạt ánh sáng, tan rã ở giữa thiên địa chương 1322, tinh tinh tích tinh tinh. Hứa ứng đưa tay, giống như là muốn bắt lấy những hạt ánh sáng kia, nhưng điểm điểm linh quang từ hắn đầu ngón tay lướt qua, như là băng tuyết tan giã, cuối cùng biến mất. Bị ngạn đại đạo chủ thực sự quá mạnh, dù là huyền hoàng đạo chủ tụ tập tất cả người thiên cảnh oán hận oán niệm, cũng không phải đối thủ của hắn. Giết chết một vị đại đạo chủ, cho dù là vừa mới khôi phục còn xa chưa đạt tới toàn thịnh đại đạo chủ, tại bất hủ giả cùng trí tôn cảnh trong mắt, cũng là một cái vĩnh viễn nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đại đạo chủ tại bất hủ giả cùng trí tôn cảnh trong mắt, là không thể nào bị đánh bại tồn tại, là không thể tưởng tượng nổi không thể nào hiểu được tồn tại. Nhưng giết chết một vị đại đạo chủ, đối với một vị khác đại đạo chủ mà nói, lại không phải không thể làm được. Bị ngạn đại đạo chủ lần này đến, chính là lấy thái nhất, âm dương, thần ma cùng sinh tử bốn vị đại đạo quân làm mồi nhử, dẫn dụ ra huyền hoàng đạo chủ, từ đó đem nó đánh giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tương lai, dù là thiên cảnh đại đạo thủy triều lên, người thiên cảnh quay về cố thổ, nhưng không có đạo chủ tỏa chấn, cũng không thể uy hiếp được hắn. Khi đó thiên cảnh sẽ chỉ là bị ngạn thống trị một mảnh khác thổ địa mà thôi. Đột nhiên, từng luồng từng luồng khí thức cường đại hướng bên này tới gần, hư hoàng đại đạo quân trong lòng khẽ nhúc nhích, nói là vu thần, hồng tỷ, khánh tái cùng bàn diễm bốn vị đạo quân đến đây, tìm kiếm tung tích của chúng ta. Bây giờ ta thương thế chưa lành, hay là tránh đi bọn hắn. Hắn mang theo hứa ứng bọn người vội vàng rời đi, tránh đi phu thần đạo quân bọn người, trở về thiên cảnh chỗ sâu. Nơi này thiên địa đại đạo khôi phục đông đảo, còn có rất nhiều hắc ám khu vực, quỷ dị khó lường, gọi đạo Chu Chi Địa. Bởi vì oán niệm quá nặng, bị ngạn đạo quân cũng không muốn đến đây. Đến từ tam giới cường giả liền ẩn thân ở chỗ này, mượn đạo Chu Chi Địa hiểm ác tránh đi bị ngạn truy sát. Bọn hắn tiến vào một tòa cổ lão vô so tiên điện, hư hoàng đại đạo quân buông xuống đám người chỉ là trong tiên điện hay là một mảnh trầm mặc. Bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, cường đại vô địch huyền hoàng đạo chủ, hay là cứ như vậy chết mất. Hứa ứng lưu tại nơi này hơn tháng thời gian, đem chính mình nhìn thấy nghe được huyền hoàng đạo giới kinh, giảng cho hư hoàng, biệt tiên chi tổ bọn người. Hắn chỉ có thể đại khái giảng một lần, môn công pháp này sâu xa khó hiểu, là huyền hoàng đạo chủ tìm hiểu ra như thế nào luyện vạn đạo tại tự thân, hình thành đại đạo thế giới, trở thành đại đạo chi chủ pháp môn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tìm hiểu thấu đáo. Bất quá, Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo cùng Sư Ngọc Bình nơi đó cũng đều có một bộ huyền hoàng đạo giới kinh, có thể tùy thời thờ bọn hắn lĩnh hội. Hứa ứng đại khái giảng một lần môn công pháp này, lại đem nguyên giới đạo chủ đạo Tông Nguyên hỗn động bất diệt kinh đại khái nói một lần. Môn công pháp này, hắn cũng là giảng đại khái, cũng không cẩn thận vô lậu giảng một lần, môn công pháp này quá phức tạp mà lại liên lụy đến nguyên giới hệ thống tu luyện cùng đại đạo cơ cấu cùng đạo ngữ hệ thống, trong thời gian ngắn rất khó nói xong. Hắn chỉ là đem môn công pháp này lý niệm, truyền cho đám người. Đến bất hủ cảnh giai đoạn này, có đôi khi công pháp lý niệm lại so với công pháp bản thân càng thêm mê người, càng có thể mang cho bọn hắn gợi mở dẫn dắt. Hứa ứng, người lần này đi chắc chắn hung hiểm vạn phần. Hay là khăng khăng muốn về bỉ ngạn sao? Ngọc hư đạo tổ ân cần nói, người trở về mà nói, thái nhất đại đạo quân chắc chắn bức bách người giao ra, huyền hoàng đạo giới kinh, mặt khác ba vị đại đạo quân, cũng sẽ buộc ngươi giao ra môn công pháp này ta chỉ sợ ngươi tự thân khó đảm bảo lưu ở nơi đây chúng ta cũng tốt hai bên cùng ủng hộ hứa ứng lắc đầu cười nói chúng ta không phải đã nói xong a à. các ngươi lưu tại thiên cảnh ta tiến về bỉ ngạn hai bên đặt cược chắc chắn sẽ có thắng một phương ngọc hư đạo tổ liền không có tiếp tục miễn cưỡng hắn Trác đạo thuần nói ta đến đưa hứa sư đệ hắn tiến đến đầu nhập vào thái nhất đại đạo quân ta còn có chút sự tình muốn bàn giao hắn hứa ứng gật đầu hai người đi ra ngoài trác đạo thuần nói thái nhất môn hạ có nhiều vị sư huynh đã chứng đạo bất hủ trong đó thực lực mạnh nhất chính là cửu tăng đạo quân hắn là đại sư huynh thứ yếu chính là ngọc quyền chân vương tông nghĩa chân vương bọn hắn chứng đạo thường thường có chính mình tông phủ tại đạo kỳ thiên khai tông lập phái mặt khác không có chứng đạo bất hủ đệ tử thường ngày phụng dưỡng tại đại đạo quân bên cạnh hắn êm tai nói đem thái nhất đại đạo quân môn hạ tình huống đại khái nói một phen nói ta tại thường ngày hầu hạ đệ tử bên trong, cũng không thể đứng hàng thứ nhất, ngày bình thường ta cũng không hiển sơn lộ thủy, ở trong các đệ tử chỉ có thể đứng hàng top 10. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, nói chắc sư huynh thực lực chân thật, có thể đứng hàng thứ mấy. Chắc đạo thuần trần chờ một chút, nói thứ nhất, hoặc là thứ hai. Đại sư huynh trưởng tôn Thánh Hải, thực lực khả năng tại trên ta. Chỉ là ta không cùng hắn đọ sức qua, ai cao ai dưới, cũng còn chưa biết. Hứa ứng kinh ngạc vạn phần, truy vấn người nói chính là hảo thiên đế nơi mộ đạo bên trong ngươi hay là lúc này ngươi hảo thiên đế võ đạo bên trong trác đạo thuần kinh tài tuyệt diễm thực lực cực kỳ cường đại nhưng là cùng hiện tại trác đạo thuần so sánh vẫn là phải kém rất nhiều hiện tại trác đạo thuần hấp thu rất nhiều đạo khí lĩnh ngộ ra các loại đại đạo lại thêm huyền hoàng đạo giới kinh thực lực của hắn so khi đó tăng lên gấp mấy lần không nói chơi trác đạo thuần nói bây giờ ta hứa sư đệ không nên coi thường bị ngạn thánh tộc nếu là không có đủ cường hoành thủ đoạn cùng truyền thừa lại nói thế nào thống trị đại thiên vũ trụ hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu hai người sánh vai mà đi dần dần đi vào hai đại đạo chủ giao chiến sân bãi như là mặt kính đồng dạng trong chiến trường chắc đạo thuần nói đưa quân vạn dặm trung tu nhất biệt ta liền đem ngươi đến nơi này tương lai gặp lại hứa ứng cười nói chắc sư huynh dừng bước hôm nay từ biệt ta chính là thái nhất đại đạo quân đệ tử mà ngươi chính là phản tặc tương lai gặp lại nói không chừng chính là cửu nhân. Trác Đạo Thuần không nói gì, đưa mắt nhìn hắn quay người rời đi. Chỉ gặp hai người bóng dáng tại trong mặt kính, cách xa nhau càng ngày càng xa. Đột nhiên Trác Đạo Thuần nói, người không muốn biết trưởng tôn thánh hải thực lực sâu cạn sao. Hứa ứng dừng bước lại, cười nói, muốn biết trưởng tôn thánh hải thực lực, liền nhất định có thể biết sao. Tự nhiên có thể, Trác Đạo Thuần nghiêm túc nói, thực lực của ta cùng trưởng tôn thánh hải không sai biệt lắm, người nếu là cùng ta đọ sức một phen, liền có thể biết trưởng tôn thánh hải thực lực tu vi đến một bước nào hứa ứng xoay người đầy mặt dáng tươi cười trưởng tôn thánh hải thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm có phải hay không đã nói ta nếu là có thể đánh bại trác sư huynh liền có thể đánh bại trưởng tôn thánh hải trác đạo thuần lộ ra dáng tươi cười nói nhưng trưởng tôn thánh hải tuyệt không phải bằng vào nhất thời cố gắng liền có thể đuổi kịp ta lo lắng hứa sư đệ thực lực không đủ hứa ứng cười ha ha nói ta chỉ là cùng trác sư huynh thể nghiệm một chút cũng không phải là thật cùng hắn giao thủ. Còn thắng bại, ta là chưa từng có để ở trong lòng." Trác Đạo Thuần cười nói, ta cũng là từ trước tới giờ không so đo thắng bại. Hai người giả mù sa mưa thổi phồng ngực của mình nghi ngờ, rất có tinh tinh tích tinh tinh cảm giác. Hứa ứng từ khi tại Hạo Thiên Đế nơi ngộ đạo kiến thức đến Trác Đạo Thuần bản sự đằng sau, liền ý thức đến thiếu sót của mình, một mực lấy Trác Đạo Thuần làm mục tiêu. Trong khoảng thời gian này hắn thực lực tu vi thu hoạch được phi phàm tăng lên, tự nhiên muốn nghiệm chứng một chút chính mình tu hành thành quả mà chắc đạo thuần ở trong thiên cảnh khư bị hứa ứng cùng chuông lớn chu tiên tàn kiếm liên thủ đánh bại cũng một mực canh cánh trong lòng phát giác được hứa ứng tiến bộ thần tốc lại thêm hỗn độn không gian bên trong bọn hắn liên thủ đối phó hồng đạo quân chắc đạo thuần kinh hãi phát hiện hứa ứng thế mà trong khoảng thời gian này tiến bộ càng thêm kinh người rất có vượt qua chính mình tư thế bởi vậy hắn cũng muốn biết hứa ứng so hiện nay mình rốt cuộc còn có bao lớn tranh lệch đột nhiên hứa ứng quát lên một tiếng lớn, trong khoảnh khắc liền đem võ cực chứng đạo thôi phát đến cực hạn, thể nội võ đạo động nguyên vận chuyển, nhân sâm quả thụ sợi dễ kết nối mặt khác động nguyên, hình thành thể nội đạo chủ cảnh. chương 1323, tu vi của hắn liên tục tăng lên, vừa ra tay chính là bất hủ bát pháp đệ bát pháp, hỗn độn hốn thiên thủ. Hắn một trường này bổ xuống, thiên khuynh địa ta, vạn đạo không còn, rất có hỗn độn hốn thiên địa đại đạo tư thế. Trác đạo thuần từ lâu đem thái nhất đại đạo thôi phát đến cực hạn, Thần thông cực cảnh bộc phát, trong khoảnh khắc chính là các loại thái nhất thần thông thi triển đi ra, tốc độ nhanh chóng, thậm chí so hứa ứng võ đạo chiêu pháp nhanh hơn rất nhiều y. Thần thông của hắn đã làm đến tùy tâm ý mà phát, tâm ý của hắn cũng làm được như tồn như vong, các loại tâm ý thoáng một cái đã qua. Hứa ứng gặp tình hình này, liền lập tức biết mình hỗn độn hỗn thiên thủ tuyệt đối ngăn không được, hắn chiêu thần thông này cực ý thi triển đi ra, bước kế tiếp chính là Hạo Thiên Đế thần thông thương khung. Trác đạo thuần trên danh nghĩa là Thái Nhất Đại đạo quân đệ tử, nhưng trên thực tế là Hạo Thiên Đế truyền nhân. Thân bản sự này đa số là từ Hạo Thiên Đế nơi ngộ đạo bên trong học tới. Hứa ứng càng ngày càng bảo cũng thôi động võ đạo cực ý. Thầm nghĩ nếu hắn ra tay đen như vậy, như vậy ta không cần lưu thủ. Hắn võ đạo cực ý cùng thần thông cực ý một dạng đều là cực đạo tinh thần đi nghiên cứu kỹ hết thảy võ đạo chiêu pháp hoặc là thần thông tìm kiếm chiêu pháp thần thông trung cực ảo diệu. Trác đạo thuần gặp hắn thì triển ra võ đạo cực ý trong khoảnh khắc tựa như cùng nhiều hơn vô số cái hứa ứng, thi triển ra khác biệt thần thông. Trác đạo thuần trong lòng một mộng, hắn phải dùng thần thông thương khung tới đối phó ta. Ta nếu là không thi triển thần thông thương khung, quả quyết ngăn cản không nổi, một chiêu liền sẽ bị hắn phế bỏ. Hắn quyết định thật nhanh, thôi động thần thông thương khung. Hứa ứng gặp tình hình này, trong lòng cười lạnh, hắn quả nhiên là muốn thi triển thần thông thương khung đối phó ta. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau chơi đùa xong, hắn phồng lên võ đạo động nguyên trong khoảnh khắc võ đạo thần thông thương khung bắn ra. Một bên là đến từ hạo thiên đế nguyên chấp nguyên vị thần thông thương khung, một bên là võ đạo thần thông thương khung, hai người có thể nói cây kim so với cọng dâu, chỉ một thoáng hủy thiên diệt địa ba động từ giữa hai người bộc phát. Oanh, sán lạn đến cực điểm đạo quang bộc phát, các loại đại đạo đạo lực hỗn tạp cùng một chỗ, bị thái nhất thống ngự, va chạm trong nháy mắt, hứa ứng cùng chắc đạo thuần nụ cười trên mặt cứng ngắc, khuôn mặt dần dần vặn vẹo lỗ mũi bắt đầu phun máu, dưới mắt lỗ nhỏ cũng từ từ tư hướng ra phía ngoài phun huyết đứng lên. Hai người riêng phần mình thân thể đại chấn, hướng về sau ngã đi, thân thể dán tại cái kia không gì sánh được bóng loáng trên mặt kính trượt hướng nơi xa. Đối bính một chiêu này qua đi, hai người bọn họ trong lòng lại có chút âm thầm hối hận. Dù sao cũng là người trong đồng đạo, không nên hạ tử thủ. Sau một lúc lâu, hai người riêng phần mình ổn định thân hình, từng cái nhảy lên một cái, lập tức khí thức huệ oải, hoa hoa phun máu phè phè hứa ứng cương ép chân áp lại thương thế, phi tốc chữa thương, thầm nghĩ ta có được nhân sâm quả thụ, tu thành đạo quả, bây giờ tu vi của ta không sợ hắn mảy may, lại thêm nhục thể của ta năng lực khôi phục mạnh hơn, trước tiến lên, chỉ cần hắn ở trước mặt ta thổ huyết, ta liền coi như thắng. Hắn còn chưa đem thương thế hoàn toàn chấn trụ, liền hướng chắc đạo thuần chạy như bay. Hắn nhoáng một cái vạn giảm, vừa vặn gặp được chạy như bay đến chắc đạo thuần, hai người nhìn thấy đối phương, riêng phần mình ngồi xuống bước chân, miễn cho đụng vào nhau hứa ứng đem thương thế trấn trụ miễn cho một ngụm lão huyết phun ra, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm răng sát ngoài, miễn cho lưu lại vết máu, vừa rồi cười nói, ta còn tưởng rằng ta thương tổn tới chắc sư huynh, không khỏi đến đây thăm viếng, nhìn thấy chắc sư huynh bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Chắc đạo thuần cười nói, ta cũng lo lắng ta vừa rồi sử xuất bốn phần lực, là có chút quá mức, e sợ cho hứa sư đệ bị thương. Nhìn thấy người vẫn như cũ long mã tinh thần, ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Hứa ứng nhãn tình sáng lên, cười nói chắc sư huynh, người trên hàm răng có máu. Chẳng lẽ là bị ta đả thương, tiểu đệ kinh sợ, hắn hưng phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên, chắc đạo thuần liếm liếm trên hàm răng vết máu, nói ta còn tưởng rằng thật sự là máu, nguyên lai là ta ăn quả ớt nhét vào trong kẽ răng, để sư đệ chê cười. Sư đệ, tay của người có chút run, hẳn là tiếp ta vừa rồi một chiêu kia, có chút khó có thể chịu đựng. Hứa ứng cười ha ha nói, ta lão niên si ngốc, phát bệnh thời điểm chính là như vậy hai người tinh tinh thích tinh tinh, chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng không vừa mắt. Hứa ứng đề nghị, chúng ta vận dụng thần thông thương khung, hiện ra không được thủ đoạn của chính mình, không bằng dạng này, không cần thần thông thương khung lại tương đối một lần. Trác Đạo Thuần cũng biết thần thông thương khung thức thần thông này uy lực thực sự quá lớn, song phương đều thi triển một chiêu này, chỉ sợ lẫn nhau đều rất khó nịnh nọt, thế là gật đầu đáp ứng. Hứa ứng quát tháo một tiếng, không nói lời gì liền vận dụng hỗn động bất diệt kinh, bên trên ghi lại thần thông, hồng đài uyên hải. Thần thông này là nguyên giới vũ trụ một loại kỳ lạ đạo tược, hồng đài lâm tại trên vực sâu, dưới vực sâu chính là hỗn độn hải dị tượng. Chiêu thần thông này sử xuất, chắc đạo thuần chỉ cảm thấy thần trí xâm tùng, chính mình lúc trước học qua ngộ ra bất luận thần thông nào đều không thể ngăn cản, không cách nào phá giải. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức thôi động thần thông cực ý. Hứa ứng gặp hắn thôi động thần thông cực ý, trong lòng nghiêm nghị, không lo được đem hồng đài uyên hải triệt để thi triển đi ra, trực tiếp từ biến chiêu. Thần thông thương khung thần thông thương khung, oanh, lóa mắt đạo quang bộc phát, xé rách thiên cảnh khư bầu trời, để minh mông thời không mê vụ lại nhiều mấy phần lấp lé quang mang. Hứa ứng ho ra đầy máu, dán mặt kính bay ngược mà đi, vội vàng chấn áp lại thương thế, thầm nghĩ, hai chiêu thần thông thương khung tiêu hao rất nhiều, trên cơ bản có thể đem tu vi của hắn hao hết sạch. Ta luyện thành tam khí thông huyền, cửu huyền quy nhất. Từ trong thái nhất động nguyên chảy ra chính là thuần khiết không gì sánh được nguyên khí, tốc độ khôi phục càng nhanh hắn chân áp lại thương thế, phi tốc khôi phục tu vi, ổn định thân hình, liền lập tức hướng Trác Đạo Thuần vị trí chạy đi. Trác Đạo Thuần cũng tại chạy tới, hai người gặp mặt cười ha ha, cười cười, liền phát hiện tu vi của đối phương cũng đang nhanh chóng khôi phục, liền không cười nổi âm thanh tới. Chúng ta đều là một cái sư phụ dạy, không phá được chiêu, thôi được rồi. Trác Đạo Thuần phất phất tay, quay người rời đi, nói, lần tiếp theo, lại phân ra cao thấp. Hứa ứng cười ha ha, phất tay rời đi thiên cảnh khư trên tiên sơn, bốn tòa tiên cung bồng bình, phu thần, hồng tỷ, khánh tái cùng bàn diễm bốn vị đạo quân chấn thủ nơi đây. Phu thần đạo quân đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lòng có cảm giác, mắt hổ mở ra, liền gặp hứa ứng từ trong hắc ám hướng bên này đi tới. Phu thần đạo quân khí thế bộc phát, bỗng nhiên đại trùy bay lên, rơi vào trong tay, tiếng quát như sấm âm cuồn cuộn, hứa ứng, người đã chuyện xảy ra, còn dám trở về. Hứa ứng kinh ngạc nói, ta là thái nhất đại đạo quân đệ tử vì sao không dám tới. Sư phụ ta đâu, chương 1324, săn giết thái nhất. Vô thần đạo quân tướng mạo hung ác, mắt lộ ra hung quang, vị cự nhân này tuyệt đối là đạo quân bên trong tồn tại đỉnh cấp, nếu không cũng sẽ không bị thái nhất đại đạo quân đi đầy đến bực này biên hoang chi địa hưởng phúc. Hứa ứng bất hủ bát pháp đệ nhất pháp, chính là tham khảo hắn vung lên cự trùy đánh tới hướng Phật tổ cùng chư Phật chỗ tìm hiểu ra thần thông. Bất quá, vu thần đạo quân hung ác hơn nữa, hứa ứng cũng không sợ chút nào, tự mình hết nhìn đông tới nhìn tây, lớn tiếng nói, sư tôn. Thái nhất sư tôn, đệ tử trở về, vu thần đạo quân đằng đằng sát khí, điềm nhiên nói, tam giới đạo tặc, xảo ngôn lệnh sắc, tương lai lại là một cái hạo dập. Người khác có thể cho ngươi, ta dùng ngươi không được. Hắn vung lên cự trùy, liền muốn đưa hứa ứng lên đường, lúc này thái nhất đại đạo quân trung khí chưa đủ thanh âm chuyển đến, vu thần, đệ tử của ta, ngươi cũng dám động. Phu thần đạo quân dừng lại cự trùy, cười lạnh nói thái nhất, người bị thiên cảnh khư đại đạo chủ trọng thương, những ngày này chỉ dám trốn ở ta chỗ này, không dám về bỉ ngạn, còn có thể có mấy phần năng lực. Lão già, người đã kém xa trước đây, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường, để ta làm cái này đại đạo quân A. Một bên đạo cực chân vương nghe vậy, sắc mặt sám ngoét, liên tục hướng hắn khoát tay ra hiệu. Thái nhất đại đạo quân từ trong tiên điện đi ra, mặt trầm như nước, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái phu thần đạo quân nắm chặt cự trì cười ha ha nói các người những lão già này không chết ta rất khó thượng vị thái nhất người nếu là thương thế không nặng người đã sớm về bỉ ngạn đạo kỳ thiên đơn giản là lo lắng trên đường bị người chặn giết lão già người bây giờ còn thừa lại mấy phần thực lực tu vi trong mắt của hắn tinh quang chớp động bây giờ thực là cái khó được thời cơ diệt trừ thái nhất chính mình tới làm đại đạo quân hắn dã tâm bừng bừng đã từng liền tại đạo cực chân vương bọn người trước mặt toát ra thay thế thái nhất đại đạo quân ý nghĩ. Hiện tại càng là trần trụi biểu hiện ra ngoài, thái nhất đại đạo quân tay cầm quyền đặt ở dưới môi, ho khan liên tục, thản nhiên nói, người sao không thử một lần. Phu thần đạo quân cười ha ha, đột nhiên vung lên đạo trùy, sau đầu trong không gian hắc ám vô số động nguyên theo một trùy này mà xoay tròn, trong khoảnh khắc tụ tập được đại thiên vũ trụ đại đạo chi lực, nương theo lấy kinh thiên động địa lôi minh, hướng thái nhất đại đạo quân ẩm vang nền xuống. Hứa ứng trong lòng máy động, dùng phép khích tướng khích tướng người khác, nói không chừng đối phương còn sẽ không trúng chiêu, nhưng khích tướng vô thần bực này khờ hàng, hắn nhất định sẽ trúng chiêu. Hắn mới mặc kệ thái nhất đại đạo quân có phải hay không đang thử thăm dò hắn, chỉ cần đối phương đưa ra thử một lần, như vậy hắn nhất định liền sẽ thử một lần. Một chùy này so năm đó hứa ứng thấy chứng nện hướng Phật tổ một chùy kia còn muốn hung ác, lực lượng đáng sợ hơn, đạo lực hội tụ tại trên đầu chùy, liền phảng phất sao trổi rơi vào bầu trời đầu chùy trở nên sáng tỏ không gì sánh được. Thái nhất đại đạo quân đưa tay, nhẹ nhàng nghênh tiếc một chùy này, chùy cùng huyết nhục bàn tay đụng vào, trong chùy tích chứa khủng bố đạo lực, lại phản phất châu đất xuống biển, không có nửa điểm uy lực bộc phát ra. Vô thần đạo quân kêu lên một tiếng đau đớn, cự chùy tuột tay, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, bành, bành 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 đụng xuyên từng tòa ngọn núi. Không biết tự lượng sức mình, Thái nhất đại đạo quân buông tay ra, cự chùy len keng rơi xuống đất. Cách đó không xa, mặt khác ba tòa tiên cung trước, Hồng Tỷ, Khánh Thái cùng bàn diễm ba vị đạo quân gặp tình hình này, riêng phần mình sợ hãi, không dám tiếp tục nhìn trộm. Sau một lúc lâu, phù thần xám xịt bay trở về, hướng thái nhất đại đạo quân bái nói ta phục. Đại đạo quân cùng đại đạo quân đệ tử hứa ứng, đều không có vấn đề. Thái nhất đại đạo quân không có tiếp tục làm khó hắn, hướng hứa ứng nói ta lưu ở nơi đây, chính là vì chờ ngươi trở về. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, hứa ứng trên mặt dáng tươi cười, khom người đứng hầu, cười nói, sư tôn pháp nhãn vô song, đệ tử hoàn toàn chính xác nhất định sẽ trở về. Thái nhất đại đạo quân nhìn chăm chú lên sau gáy của hắn, trầm mặc một lát, nói, ở trước mặt ta, người có thể không cần như vậy câu nệ. Hứa ứng nói, thái nhất đại đạo, thiên uy nặng nề, thẳng tới đại thiên vũ trụ, bởi vậy đệ tử không khỏi có chút câu nệ. Thái nhất đại đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, nói tại ngươi có thể đánh được ta trước đó, ngươi sẽ một mực tôn trọng ta, điểm này để cho ta rất là hài lòng. Ngươi đã được đến đại đạo chủ công pháp, hứa ứng sắc mặt nghiêm nghị nói, đệ tử không phụ sứ mệnh, rốt cục đạt được huyền hoàng đạo chủ huyền hoàng đạo giới kinh. Đáng hận, Trác đạo thuần, nam cung hạo, vệ dịch cùng sư Ngọc Đình, bọn hắn cũng đã nhận được huyền hoàng đạo giới kinh. Bốn người này, là thiên cảnh dư nghiệt, nếu như còn còn sống tại thế, chắc chắn sẽ đối với ta bị ngạn tạo thành nguy hại cực lớn. Hắn trầm giọng nói, bởi vậy đệ tử đề nghị, lập tức tận lên bất hủ giả đại quân, vây quét loạn đảng trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thái nhất, phu thần cùng đạo cực đều riêng phần mình nhíu mày, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt hắn đến cùng là gian là chung. Vây quét tam giới, không cần dùng ngươi, thái nhất đại đạo quân ống tay áo lắc một cái, nói, như là đã chờ đến ngươi, như vậy liền khởi hành thôi, trở về đạo kỳ thiên. Hứa ứng xưng là, đế liễn bay tới, thái nhất đại đạo quân leo lên đế liễn, hứa ứng cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, thái nhất đại đạo quân ngồi xuống, hắn cũng không dám ngồi xuống ở một bên hầu hạ nhất cử nhất động của hắn đều so đệ tử còn giống như là đệ tử thấy vu thần cùng đạo cực đều là trở nên hoảng hốt đế liễn chậm rãi lái rời bốn tòa tiên điện hướng thiên cảnh bên ngoài chạy tới vu thần cùng đạo dõi mắt đưa đế liễn đi xa lúc này mới lần lượt thu hồi ánh mắt đạo cực chân vương nói ta mang đến đại đạo quân dòng chính thế lực thu đệ tử không nghĩ tới nhưng không có mấy người còn sống sót vu thần đạo huynh người vừa mới cùng đại đạo quân giao thủ người cảm thấy đại đạo quân còn thừa lại mấy phần thực lực phu thần đạo quân nói năm sáu phần đi hắn cũng không dám khẳng định nói nhưng với ta mà nói vẫn như cũ sâu không lường được đạo cực chân vương nghe vậy có chút hoài nghi cười nói cùng huyền hoàng đạo chủ liều mạng nhiều như vậy chiêu nhiều lần bị đánh hỏng nhục thân thái nhất đại đạo phân giải thành vô số phần vẫn còn có được năm sáu phần thực lực xem ra đại đạo quân khoảng cách trở thành đại đạo chủ vậy lúc này không xa chẳng qua là vì gì hắn còn muốn đi tìm đại đạo chủ cấp công pháp. Vu thần đạo quân liếc nhìn hắn một cái, nói có một số việc, không nên nghị luận. Đạo cực, hậu quả ngươi sao ta biết đến rõ ràng hơn. Đạo cực chân vương nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói sang chuyện khác, cười nói, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Vu thần đạo huynh, thật sự là hâm mộ ngươi a, à, nơi đây mặc dù hoang vu nguy hiểm, nhưng là so đạo kỳ thiên hay là tốt quá nhiều, thấp nhất không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Cáo từ Vu thần đạo quân cũng không đứng dậy đưa tiến, đợi cho đạo cực chân vương đi xa, lúc này mới nắm chặt lại cự trùy, ánh mắt chấp động. Trong đế liễn, hứa ứng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Sau một lúc lâu, thái nhất đại đạo quân nói, hứa ứng, người đem huyền hoàng đạo giới kinh đọc cùng ta nghe. Hứa ứng nói, sư tôn thương thế nghiêm trọng như vậy, giờ phút này hay là không cần phân tâm, chuyên tâm chữa thương quan trọng. Thái nhất đại đạo quân nao nao, mỉm cười nói, huyền hoàng đạo chủ, một cái khởi tử hoàn sinh hạng người, xa chưa đạt tới khi còn sống đỉnh phong. Thần thông của hắn cố nhiên xa so với ta tinh diệu, nhưng muốn giết ta, vẫn còn không có khả năng. Nhưng sư tôn hay là thụ thương, cho nên không thể không lưu tại trong tiên điện. Hứa ứng nói chúng tim đen, trực chỉ chỗ yếu hại của hắn, nói, sư tôn vì bỏ đi những người khác hoài nghi, còn cố ý để vu thần đạo quân xuất thủ, chính mình lại đánh bại vu thần, để uy hiếp ở những cái kia đến đây chặn giết người những cái kia đạo quân cùng đại đạo quân quyết tâm. Thái nhất đại đạo quân cười ha ha nói, người đoán được đều rất tốt, chính là không có đúng. Phu thần cùng ta có lấy thâm cửu đại hận hắn tự cho mình cực cao, đã sớm muốn giết chết ta thay vào đó. Hứa ứng trên mặt dáng tươi cười, cười nhẹ không nói. chương 1325, Thái nhất đại đạo quân lướt nhìn hắn một cái, sắc mặt trầm xuống, nói có lời gì, nói thẳng, không cần cười trộm. Hứa ứng sắc mặt nghiêm lại, nói, sư tôn, chúng ta bị ngạn mưu kế đều là như vậy thô cạch sao, Đổi lại chúng ta tam giới cấp độ kia man hoang chi địa, chúng ta những cái kia man gì chắc chắn sẽ không tin tưởng bực này đi thẳng về thẳng mưu kế. Thái nhất đại đạo quân trầm mặc một lát, nói, dùng cái gì nói chi. Hứa ứng nói, phu thần, phụng đại đạo quân chi mệnh, chấn thủ thiên cảnh khư. Đối với người khác tới nói có lẽ là một lần giáng chức trao quyền cho cấp dưới, nhưng đối với đại đạo quân tới nói, đây là cao thăng, là trọng dụng. Bởi vì thiên cảnh khư bên trong có đại đạo chủ công pháp đối với đại đạo quân không gì sánh được trọng yếu nhất định phải an bài một cái rất được đại đạo quân trọng dụng cùng trung tâm người trông coi thiên cảnh khư đại đạo quân an bài vu thần có thể thấy được vu thần mới là đại đạo quân tâm phúc thái nhất đại đạo quân trầm mặc không nói hứa ứng nói để tâm phúc vu thần xuất thủ thăm dò thực lực của mình vu thần động thủ nhìn như kinh thiên động địa kỳ thực sấm to mưa nhỏ gặp dịp thì chơi mà thôi nổi bật đại đạo quân cường đại nhưng người sáng suốt xem xét liền biết kỳ thật đại đạo quân tất nhiên người bị thương nặng. Thái nhất đại đạo quân sắc mặt âm trầm, dùng cái gì nói chi? Hứa ứng mỉm cười nói, nếu như huyền hoàng đạo chủ không cách nào đem đại đạo quân trọng thương, như vậy đạo chủ cấp công pháp còn đến mức có như thế chí mạng lực hấp dẫn ha. Người cảm thấy, tại vu thần cùng ta sau khi giao thủ, còn sẽ có người đến đây tập kích ta. Thái nhất đại đạo quân thản nhiên nói, đại đạo quân vị trí cũng không trọng yếu như vậy. Hứa ứng cười yếu ớt nói, đại đạo quân không trọng yếu, nhưng đệ tử so đại đạo quân trọng yếu. Đệ tử người mang huyền hoàng đạo giới kinh, kinh này chẳng những mặt khác ba vị đại đạo quân muốn tranh, đạo quân cũng muốn tranh, chân vương cũng muốn lấy được. Thái nhất đại đạo quân lại trầm mặc một lát, phun ra một ngụm chọc khí, nói, nếu như là tam giới man di, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Hứa ứng nói, nếu như là tam giới man di, bọn hắn sẽ ở vô thần thăm dò đằng sau, vẫn như cũ phái ra người đến đây thăm dò, nghiệm chứng một chút đại đạo quân thực lực đến cùng còn thừa lại mấy phần. Bình thường tới nói, thứ nhất phát công kích sẽ ở chúng ta đế liến chạy đến một phần ba lộ trình bắt đầu động thủ. Lựa chọn tại lộ trình này động thủ, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, vu thần nghĩ đến trợ giúp đều không được. Thái nhất đại đạo quân nói, sau đó thì sao? Hứa ứng nói, sau đó tập kích cùng chia ba lần, âm dương, thần ma cùng sinh tử, đều sẽ tiến hành một lần dò xét. Bọn hắn đối với lẫn nhau đều không tín nhiệm, sở dĩ phải thăm dò ba lần. Tại sau đó, chính là ba vị đạo chủ tự mình đến đây, đưa thầy trò chúng ta quý vị. Thái nhất đại đạo quân trầm mặc một lát, nói chúng ta bây giờ rời đi thiên cảnh khư, nhanh đến một phần ba lộ trình. Ta muốn nghiệm chứng một chút man di cách nhìn, hứa ứng nhướng nhướng mày. Thái nhất đại đạo quân khô tỏa bất động, sau một lúc lâu, đột nhiên đế liễn bên ngoài tinh không run rẩy dữ dội, sâu trong tinh không, có tư tí cự nhân sừng sững, thân thể vũ động, giống như là tiến hành cổ lão tế tự nghi thức nhưng mà tinh không lại theo ống tay áo của hắn vũ động mà vũ động minh mông đạo lực ngưng tụ hình thành tôn kia trong tinh không cự nhân tụ lực hoàn thành cách minh mông tinh không bốn trưởng hướng đế liễn đẩy tới thái nhất đại đạo quân ngồi ngay ngắn trong đế liễn cười lạnh nói không tỷ chu thiên tinh sát kiếp công không gì hơn cái này ngập trời đạo lực nương theo lấy vô số ngôi sao oanh kích mà đến trong khoảnh khắc liền đem đế liễn chỗ thời không bao phủ hứa ứng bên tai truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa chỉ gặp xe kéo hai bên vô số ngôi sao chảy xiết như là hồng thủy, nhưng mà lực lượng mãnh liệt như vậy đi vào đế liễn hai bên, liền bị tách ra, không cách nào dung chuyển đế liễn mảy may. Trong kinh không hồng tỷ đạo quân xa xa thấy cảnh này, không cần nghĩ ngợi, quay người liền đi. Hứa ứng kinh nghi bất định, quay đầu nhìn về phía thái nhất đại đạo quân, thầm nghĩ hắn đến cùng có bị thương hay không. Thái nhất đại đạo quân sắc mặt lạnh nhạt, vẫn như cũ thong rong. Rất nhanh, thứ hai phát tập kích đi vào, lần này xuất thủ là khánh tái đạo quân vị này đạo quân cửu cung đạo pháp chính là bỉ ngạn nhất tuyệt hắn dùng ngàn vạn pháp bảo tại đế liễn khu vực cần phải đi qua bên trên bầy ra liên miên trăm vạn giảm cửu cung vô thượng sát kiếp nhưng mà thái nhất đại đạo quân đế liễn thẳng lái vào vô thượng sát kiếp đại trận bên trong một đường thong rong đi qua mặc cho khánh tái đạo quân thôi động vô thượng sát kiếp cũng không có thể dung chuyển chiếc kia đế liễn mảy may phát thứ ba thăm dò là bàn diễm đạo quân Vị này đạo quân từ vũ trụ khác hái tới khai thiên tích địa mới bắt đầu đóa thứ nhất hỏa diễm, gọi khai thiên chi hỏa, giờ phút này ngăn tại trên con đường phải đi qua, điều động hết thảy tu vi, thôi động khai thiên chi hỏa, lập tức liệt hỏa phần không, thiêu hủy ven đường hết thảy. Nhưng mà thái nhất đại đạo quân đế liễn từ trong khai thiên chi hỏa chạy tới, trên đường hỏa diễm nhao nhao hướng hai bên tách ra. Bàn diễm đạo quân không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiếc này đế liễn chạy tới. Ba lần thăm dò đã qua, hiện tại, bọn hắn biết ta sâu cạn A. Thái nhất đại đạo quân hướng hứa ứng hỏi, hứa ứng nhìn ở trong mắt, khâm phục vạn phần, không người nói, sư tôn diệu pháp vô song, ba vị đại đạo quân không cách nào thăm dò suốt sư tôn thực lực tu vi còn thừa lại bao nhiêu, liền không dám ra tay. Thái nhất đại đạo quân mỉm cười, nói, sinh tử, âm dương, thần ma, bọn hắn ba vị đại đạo quân thực lực tu vi, so ta kém rất nhiều. Mỗi người bọn họ coi trọng đạo quân, không cách nào thăm dò ra ta sâu cạn, bọn hắn liền không dám động đến ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ gặp tinh không kịch liệt chấn động, vô biên thần quang từ ám không bên trong phóng lên tận trời, có vô song cự nhân, toàn thân cơ bắp từng cục, như rồng cuộn quấn tại thân thể các nơi, mình người đầu trâu, hai tay giơ lên cao cao, sau lưng chính là cái kia khó có thể tưởng tượng cự trùy. Cự trùy vung lên, mang theo vô lượng đạo quang, hướng đế liễn nện xuống. Vô thần, phản cốt tử thái nhất đại đạo quân giận không kềm được lúc trước vu thần đạo quân ở trong thiên cảnh khư lúc hay là rất phối hợp hắn cùng hắn cùng một chỗ biểu diễn nhưng là hiện tại hắn lại dám tại khẩn yếu quan đầu này hướng thái nhất xuất thủ thái nhất đại đạo quân rất muốn giống trước đó như thế lấy siêu nhiên thực lực phá vỡ vu thần đạo quân công kích nhưng lúc trước hắn có chỗ chuẩn bị thôi động đế liến, bất động thanh sắc liền phá thần thông của đối phương song lần này động thủ là vu thần thực lực muốn so hồng tỷ Khánh tái cùng bàn diễm mạnh hơn rất nhiều, mà lại vận dụng là nó chứng đạo trí bảo. Nơi xa, trong tinh không hắc ám, sinh tử đại đạo quân một bên ho ra máu, một bên nhìn về phía vụ thần một kích này rơi xuống, đánh tới hướng đế liễn. Trong đế liễn, thái nhất đại đạo quân điều vận to to nhỏ nhỏ vô số động nguyên, nghinh tiếp cự trùy. Đế liễn tại trùy quang dưới, chia năm xẻ bảy, vụ thần thu trùy, trốn đi thật xa, ngô, sinh tử đại đạo quân cười nói, thái nhất đạo huynh bị thương không nhẹ a à ngay cả tỏa giá đều giữ không được. Trong hắc ám, mặt khác hai vị đại đạo quân nhìn xem có chút chật vật thái nhất đại đạo quân, dáng tươi cười chân thành. chương 1326, uy chấn thiên hạ. Phá toái đế liễn bên cạnh, hứa ứng vô cùng ngạc nhiên, trong não ông ông tác hưởng. Hắn không phải là bị vừa mới vù thần một kích kia chấn động đến ông ông tác hưởng, mà là bị ở trong đó quan hệ phức tạp, nghĩ đến đầu ông ông tác hưởng. Không đúng, không đúng, trong đầu hắn các loại suy nghĩ thoáng hiện, phù thần tuyệt đối là thái nhất đại đạo quân tử trung, ở trong thiên cảnh khư lúc, cùng thái nhất đại đạo quân diễn trò, cho thấy thái nhất đại đạo quân thương thế không nghiêm trọng lắm. Nếu như phù thần đối với thái nhất chẳng phải trung thành, nhất định không có khả năng được an bài đến chấn thủ thiên cảnh khư. Nhưng thái nhất như vậy tín nhiệm một người, làm sao lại tại thái nhất đại đạo quân sắp bình an vượt qua nan quan lúc, đột nhiên cho thái nhất đến như vậy lập tức, để thái nhất bị trọng thương sự thật, bạo lộ ra. Vu thần thật phản bội thái nhất, đối với vu thần có chỗ tốt gì? Tranh đoạt huyền hoàng đạo giới kinh, thế nhưng là hắn chỉ là thăm dò một chút, bại lộ thái nhất trọng thương sự thật, quay người liền đi, cũng không tranh đoạt huyền hoàng đạo giới trải qua. Hắn nếu là thật sự muốn tranh đoạt huyền hoàng đạo giới kinh, hẳn là tại tiến công đồng thời, đến bắt hứa ứng mới là. Nói cách khác, mục đích của hắn cũng chỉ là thăm dò, thăm dò ra thái nhất trọng thương sự thật, cho những người khác nhìn. Như vậy là cho ai nhìn? Đương nhiên là ba vị đại đạo quân, hứa ứng trong đầu các loại ý nghĩ chuyển một lần, thầm nghĩ, hắn muốn nói cho ba vị đại đạo quân, thái nhất trọng thương, bọn hắn ba vị có thể xuất thủ. Như vậy hắn lại là thái nhất tử trung, hắn làm là xuất từ thái nhất thụ ý, như vậy nói cách khác, thái nhất nói cho ba vị đại đạo quân, ta thủ thương, mau tới xuất thủ xử lý ta, cướp đi huyền hoàng đạo giới kinh. Hứa ứng nháy mắt mấy cái, nhìn một chút bên người thái nhất đại đạo quân, thầm nghĩ, người này cùng ta tam giới man di một dạng một bụng ý đổ xấu. Không thể coi thường, thái nhất đại đạo quân sắc mặt tái nhật, sau một lúc lâu mới khôi phục như thường, điềm nhiên nói tốt. Tốt, phu thần, người quả nhiên rất tốt, không uổng công ta đối với người coi trọng cùng dạy bảo. Hứa ứng, chúng ta đi, hứa ứng tâm tư linh hoạt ra, khuyên nhủ, sư tôn, đã người thuộc thương sự tình đã bại lộ, như vậy việc cấp bách, chúng ta không nên lại tiến về bỉ ngạn đạo kỳ thiên thái nhất đại đạo quân quả quyết nói ngươi cho rằng vi sư sẽ sợ sợ cái kia tam đại đạo quân coi như vi sư thực lực mười không còn một cũng xa không phải ba người bọn hắn hạng giá áo túi cơm có khả năng với tới ống tay áo của hắn phất một cái mang theo hứa ứng ở trong tinh không hành tẩu vô lượng tinh không tại dưới chân hắn co vào kéo dài tốc độ cực nhanh hứa ứng thở dài nói sư tôn chúng ta tam giới man di đối mặt loại tình huống này thường thường lựa chọn rộng rãi không biết xấu hổ Thái nhất đại đạo quân cười ha ha, trong thanh âm có chút bi thương, cho nên các ngươi là tam giới man di. Ta chính là bỉ ngạn thánh tộc, coi như muốn chết, cũng muốn đã chết quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Hứa ứng bóc cổ tay thở dài, thầm nghĩ, thái nhất mục đích lại là cái gì đâu? Hắn đạt được ta, chính là đạt được huyền hoàng đạo giới kinh, lúc này hắn lo lắng nhất chính là tam đại đạo quân đến đoạt hắn, thậm chí giết chết ta. Hắn sớm đã ngờ tới, mang theo ta trở về đạo kỳ thiên tất nhiên sẽ gặp phải các loại tập kích nếu đã biết gặp phải các loại tập kích cùng thăm dò như vậy thái nhất đại đạo quân khẳng định sẽ làm tốt dự án ứng đối các loại nguy cơ nhưng là để mắt tới thuyền hoàng đạo giới kinh không chỉ tam đại đạo quân còn có mặt khác đạo quân chân vương nếu như không có khả năng lập uy ngăn cản những người này vô cùng vô tận ám toán như vậy sau này thái nhất đại đạo quân thời gian liền rất khó chịu dù sao hắn là thật thụ thương rất nghiêm trọng hứa ứng nháy mắt mấy cái lườm thái nhất đại đạo quân một chút hiện tại bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được thái nhất đại đạo quân thụ thương rất nghiêm trọng loại này nghiêm trọng đạo thương tuyệt không phải giả vờ mà là thật nhưng là nếu như thái nhất đại đạo quân ở trên đường đột nhiên hăng hái dũng mãnh phi thường trọng thương sinh tử âm dương cùng thần ma tam đại đạo quân như vậy là còn có hay không người cho là hắn đạo thương là thật tại sinh tử âm dương thần ma tam đại đạo quân đều bị hắn trọng thương tình huống dưới liền không có người dám can đảm tiếp tục khiêu chiến hắn ám toán hắn ám sát hắn như vậy hắn liền có thể an tâm dưỡng thương, tu luyện huyền hoàng đạo giới kinh. Hứa ứng thầm nghĩ, chỉ là, hắn làm sao liền có thể khẳng định, hắn có thể trọng thương tam đại đạo quân. Hắn vì sao lựa chọn lúc này quyết chiến, là, hiện tại thái nhất đại đạo quân thụ thương, nhưng mặt khác ba vị đại đạo quân, đồng giảng cũng bị huyền hoàng đạo chủ chỗ trọng thương. Hắn đang nghĩ ngợi, trong lúc bất chợt một cố ý lạnh âm u đập vào mặt, nơi này là trong tinh không, hàn ý từ đâu mà đến. Lúc này, chỉ gặp âm dương đại đạo quân đi tới hắn đi tới thời điểm bốn phía tinh không đột biến trở nên có núi có nước có nhật nguyệt tinh thần thái dương là dương quần tinh là âm trời là dương đất là âm sơn nam là dương sơn bắc là âm hư là dương thật là âm chính diện là dương mặt sau là âm thiên địa tinh không phảng phất đều do đại đạo của hắn biến thành bốn vị đại đạo quân bên trong âm dương đại đạo quân thụ thương nhẹ nhất lúc trước cùng huyền hoàng đạo chủ quyết chiến âm dương đại đạo quân nhìn thấy sinh tử cùng thần ma hai đại đạo quân đều bị trọng thương lập tức quay người liền đi lưu lại thái nhất đại đạo quân một mình nghinh chiến huyền hoàng đạo chủ bởi vậy thực lực của hắn có thể bảo toàn thái nhất đại đạo quân dừng bước lại cười ha ha âm dương đạo hiếu người bị lừa rồi người cho rằng ta thật bị huyền hoàng đạo chủ trọng thương a à. ta đích xác bị hắn trọng thương nhưng thương thế tuyệt đối không có người tưởng tượng nặng như vậy mục đích của ta là vì dẫn người đi ra miễn cho tại chứa thương cùng tu luyện đạo chủ cấp công pháp lúc bị ngươi ám toán âm dương đại đạo quân bước chân không ngừng cất bước đi tới cười nói đạo huynh người cho rằng ta sẽ tin tưởng a à. giống như người ta tồn tại bực này người khác bất luận cái gì nói đều không tin chúng ta chỉ tin chính mình tận mắt nhìn thấy hiện tại ta tận mắt nhìn thấy người ngoài mạnh trong yếu đã là nỏ mạnh hết đà thái nhất đại đạo quân phồng lên còn sót lại lực lượng khí thế bộc phát quát ta vẫn như cũ có cùng ngươi đồng quy vô tận bản sự không bằng dạng này người ta đều thối lui một bước mọi người cùng nhau cộng đồng nghiên cứu huyền hoàng đạo giới kinh như thế nào âm dương đại đạo quân cười ha ha lúc trước thái nhất là bực nào ngạo mạn chưa từng thấp quá mức bây giờ lại cúi đầu đi cầu ta có thể thấy được là thật không được hắn không nói lời gì thôi động âm dương thiên lộ cái thế quyết giết tới âm dương nhị đạo bay múa hai khí mỗi lần gặp nhau liền uy lực tăng vọt có thể hóa vạn vật thiên địa hợp vạn vật sinh âm dương tiếp biến hóa lên âm dương đại đạo quân đạo pháp thần thông có thể nói thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận tại công hướng thái nhất đại đạo quân ngắn ngủi một lát thần thông của hắn liền diễn biến ngàn vạn thứ hai nhiều để cho người ta hoa mắt thần thông của hắn không chỉ là diễn hóa mỗi một loại thần thông nhìn như huyễn tượng nhưng đều là thực thể chỉ là những thần thông này thời thời khắc khắc ở vào biến hóa bên trong như mãng chi hành tiến nhìn như bất động kỳ thực biến hóa ngàn vạn hứa ứng nhìn thấy nhiều như thế thần thông không ngừng diễn biến không khỏi sắc mặt biến hóa không hổ là đại đạo quân cùng ta trác đạo thuần một dạng lĩnh ngộ ra cực cảnh loại này cực cảnh là âm dương cực cảnh cùng trác đạo thuần thần thông cực cảnh còn có điều khác biệt âm dương cực cảnh là dựa vào lấy âm dương ở giữa tương sinh biến hóa diễn biến mà đến thần thông cực cảnh thì là suy luận các loại đạo pháp cực hạn diễn biến không phải cùng một loại hình thần thông phô thiên cái địa vào tới sau một khắc liền muốn đem hứa ứng thái nhất nuốt hết hứa ứng trong lòng thình thịch nhảy loạn Mặc dù hắn đã biết Thái Nhất Đại Đạo Quân tất có ứng đối nắm chắc, nhưng là đối mặt thần thông đáng sợ như vậy, hay là khó tránh khỏi cảm nhận được sinh tử áp lực. Nhưng vào lúc này, Thái Nhất Đại Đạo Quân đưa tay hướng về phía trước nhô ra, sau một khắc, ngàn vạn âm dương thần thông bên trong tích chứa âm dương nhị đạo, đột nhiên kết hợp, hóa thành Thái Nhất Đại Đạo. Ngàn vạn thần thông lao nhanh gào thét, cùng Thái Nhất Đại Đạo Quân bàn tay đụng vào nhau, lại chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Thái Nhất Đại Đạo Quân cánh tay trở nên không gì sánh được thô to phảng phất trong cánh tay có đồ vật gì căng phồng, dọc theo cánh tay của hắn hướng trong cơ thể hắn chui vào, những nơi đi qua, thân thể mặt ngoài nhao nhao hở ra. chương 1327, cái này ngàn vạn thần thông rất nhanh từ cánh tay phải của hắn chảy tới ngực, đem ngực trống cao cao nâng lên, lập tức lại đi tới cánh tay trái, từ hắn trong tay trái dâng lên mà ra. Oanh, ngàn vạn thái nhất thần thông đón âm dương đại đạo quân gào thét lao nhanh mà đi, âm dương đại đạo quân sắc mặt đột biến, vội vàng phồng lên tu vi, điều vận động huyên, nghênh tiếp cái này nhìn vạn đạo thần thông. Những thần thông này là hắn vừa mới công hướng thái nhất đại đạo quân thần thông, nhưng ở giờ khắc này đã không còn thuộc về hắn, mà là hóa thành thái nhất thần thông. Hắn vừa mới tiếp xúc, liền lập tức phát giác được đến, ngàn vạn thần thông ở trong mỗi một loại, uy lực đều so lúc trước lớn hơn rất nhiều. Những thần thông này chung vào một chỗ, uy lực đã viễn siêu với hắn. Chẳng lẽ hắn không có thụ thương, không có khả năng, hắn bị huyền hoàng đạo chủ đánh cho nhục thân nguyên thần cùng đại đạo tán loạn hai lần âm dương đại đạo quân ra sức ngăn cản thôi động âm dương đại đạo càng nhiều đạo pháp thần thông sông về phía trước đi ngăn trở thái nhất đại đạo quân một kích này nhưng vào lúc này thái nhất đại đạo quân thân hình khẽ động đã đi vào trước mặt hắn hoàn toàn chính vào hắn đem một kích này uy lực toàn bộ ngăn lại khí huyết lưu động thời điểm âm dương đại đạo quân trong lòng giật mình hai người gần như là thiếp thân gần đánh thân hình chiêu pháp thần thông không rời đối phương tả hiếu lấy nhanh đánh nhanh hứa ứng nhìn hoa cả mắt đột nhiên chỉ nghe răng rắc răng rắc hai tiếng âm dương đại đạo quân hai tay gãy xương hai chân đứt gãy đầu lâu bị vặn đến gáy khống chế hai khí tường vân gào thét đi xa thái nhất đại đạo quân xa xa một trưởng vỗ ra âm dương đại đạo quân bỏ chạy vùng tinh không kia đột nhiên chôn vùi thái nhất đại đạo quân thu về bàn tay cất bước muốn đuổi theo đột nhiên sắc mặt biến hóa lặng lẽ vươn tay đè lại ngực sau một lúc lâu hắn buông tay xuống thản nhiên nói âm dương đạo hiếu nể tình chúng ta cùng là đại đạo quân phân thượng tha cho ngươi một mạng hứa ứng chúng ta đi hứa ứng liền vội vàng tiến lên ân cần nói sư tôn thương thế của ngươi thương cái gì thương thái nhất đại đạo quân cười ha ha hai cánh tay lại tại có chút phát run hứa ứng tỉnh ngộ lập tức lớn tiếng nói sư tôn quả nhiên lợi hại không hổ là tứ đại đạo quân đứng đầu âm dương đại đạo quân tiểu nhi vậy May mắn được sư tôn ta mở một mặt lưới, tha cho hắn một mạng. Thái nhất đại đạo quân kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Hứa ứng thấy thế, thanh âm càng vang dội, vẫn không khỏi mang theo thanh âm rung động, kêu lên, nếu là còn có cái nào không muốn mạng, dám can đảm đến chọc ta sư tôn suối quẩy, lần này liền định chém không buông tha. Thái nhất đại đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, định chém không buông tha. Bọn hắn kẻ sướng người họa, chỉ là tinh không vắng vẻ, nơi nào có bóng người nào. Thái nhất đại đạo quân cùng hứa ứng gần như đồng thời thở vào một cái, thái nhất đại đạo quân kinh ngạc, lường hứa ứng một chút, thầm nghĩ tiểu tử này là đại trung như gian, hay là xem thấu kế sách của ta, thế mà cùng ta phối hợp đến vừa đúng. Hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười nói, thái nhất đạo huynh, hiền sư đồ biểu diễn, ta thu hết vào mắt, đã đợi chờ đã lâu. Hứa ứng nhìn lại, chỉ gặp thần ma đại đạo quân đi tới, sắc mặt so với chính mình còn đen hơn mấy phần treo giống như cười mà không phải cười thần sắc hứa ứng tâm cảnh khẩn trương quát thần ma sư thúc sư tôn ta vừa rồi mấy chiêu trọng thương âm dương sư thúc bản lãnh của ngươi so âm dương sư thúc như thế nào ta khuyên sư thúc tự giải quyết cho tốt không cần đùa nghịch tiểu thông minh lúc này một cái khác thần ma đại đạo quân đi tới cười ha ha nói hứa ứng ngươi đừng muốn phô trương thanh thế các ngươi sư đồ hai người đã bị ta xem thấu thái nhất đạo huynh người giao ra hứa ứng, hết thảy còn tốt thương lượng. Cái này thần ma đại đạo quân lại là cái mặt trắng. Cùng huyền hoàng đạo chủ một trận chiến lúc, thần ma đại đạo quân bị huyền hoàng đạo chủ phá thần ma nhất thể, hỏng đạo thống của hắn, để đại thiên vũ trụ bên trong tất cả tu luyện công pháp của hắn người, đều một phân thành hai. Trong những vũ trụ này, hắn mạch này thần ma hai đạo, cũng theo đó một phân thành hai, thậm chí ngay cả động nguyên đều là hai cái. Hứa ứng còn định nói thêm, thái nhất đại đạo quân đưa tay, hứa ứng lập tức ngừng, thối lui đến Thái Nhất sau lưng. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, thần ma đạo hiếu, đệ tử ta hứa ứng hoàn toàn chính xác được huyền hoàng đạo giới kinh, người nếu là không để ý, ta nguyện cùng các hạ cùng hưởng. Thần ma Đại Đạo Quân cười ha ha, nói, người nguyện cùng hưởng. Người đơn giản là kéo dài thời gian, dự định khôi phục thực lực về sau, lại đem ta xử lý. Như thế chứng đạo đạo chủ pháp môn, nếu có thể cùng hưởng, ta bị ngạn hoa đạo chủ đã sớm cùng hưởng. Hắn không nói lời gì, thẳng đánh tới thần ma đại đạo quân mặc dù bị một phân thành hai nhưng phối hợp lại lại chặt chẽ không một kẽ hở cũng không so năm đó yếu bao nhiêu hai đại đạo quân cùng nhau công nhưng mà sau một khắc thái nhất đại đạo quân đột nhiên quét qua xu hướng suy tàn sau lưng thái nhất động nguyên vận chuyển khí thế liên tục tăng lên thái nhất động nguyên mỗi chuyển động một vòng liền gặp trong động nguyên một tôn thái nhất đại đạo quân đi xuống cái thứ nhất đi xuống đại đạo quân rõ ràng là do thần đạo tạo thành cái thứ hai đi xuống chính là do ma đạo tạo thành cái thứ ba là luân hồi đạo thân cái thứ tư không gian đạo thân, cái thứ năm thời gian đạo thân. Trong khoảnh khắc, liền có trên dưới 100 vị các loại đại đạo thái nhất, nghênh thượng thần ma đại đạo quân, giống như đàn sói, rất nhanh liền đem hai vị thần ma đại đạo quân trọng thương. Thái nhất đại đạo quân chân thân sắc mặt xâm nhiên, đột nhiên cất cao giọng nói, sinh tử đạo hiếu, nếu đã tới, sao không hiện thân. Bốn phía một mảnh vắng vẻ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thái nhất đại đạo quân còn nói một lần, vẫn không có người nào đáp lại thái nhất đại đạo quân nói liên tục ba lần đột nhiên sinh tử đại đạo quân từ phía sau hắn đánh tới một bên hướng thái nhất đại đạo quân đánh tới một bên chụp vào hứa ứng thái nhất đại đạo quân tựa hồ sớm có chủ ý cười ha ha đột nhiên quay người cất cao giọng nói chờ chính là các hạ hắn đạo thân nghênh chiến thần ma đại đạo quân chân thân nghênh chiến sinh tử đại đạo quân sinh tử đại đạo quân căn bản không kịp bắt đi hứa ứng không thể không toàn lực cùng hắn chống lại hai người lấy cứng trọi cứng tại ngắn ngủi một lát lấy đại thần thông đối bính đại thần thông, sinh tử đại đạo quân từng ngụm từng ngụm phun máu, lúc trước chịu đạo thương cũng tại hắn trọng áp dưới, lại lần nữa bộc phát. Thái nhất đại đạo quân sắc mặt như thường, tiếp tục thôi động đại thần thông cùng hắn liều mạng, sinh tử đại đạo quân cũng không dám đón đỡ, hốt hoảng chạy trốn. Một bên khác, thần ma đại đạo quân cũng ra sức xiết ra một đường máu, bỏ chạy ra ngoài, kêu lên, thái nhất, người quả nhiên âm hiểm. Thù này ta nhớ kỹ, thái nhất đại đạo quân cũng không truy sát, cười lạnh một tiếng, thân thể lay động, rất nhiều đạo thân nhao nhao bay lên, rơi vào thái nhất động uyên bên trong. Hứa ứng, chúng ta đi, thái nhất đại đạo quân khí diễm như hồng, uy phong bát diệt, mang theo hứa ứng hướng bỉ ngạn đạo kỳ thiên đi đến. Hứa ứng ánh mắt chấp động, nhìn xem thái nhất đại đạo quân gần như vô địch giống như bóng lưng, trong lòng yên lặng nói, hiện tại thái nhất đại đạo quân nhìn như mạnh nhất, nhưng ngược lại là giết hắn tốt nhất thời khắc. Chỉ là bỉ ngạn chân vương cùng đạo quân đã bị hắn sợ vỡ mật, không người còn dám thăm dò. chương 1328, Thái Nhất bên ngoài đại đạo. Hứa ứng mặc dù biết hiện tại là diệt trừ Thái Nhất đại đạo quân thời cơ tốt nhất, nhưng hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Tu vi thực lực của hắn còn chưa đủ lấy giết chết hiện tại Thái Nhất, dù là đối phương lúc này thương thế cực nặng, kém xa trước đây. Một điểm khác chính là, trước mắt hắn còn cần mượn Thái Nhất đại đạo quân đệ tử danh hào, tại bỉ ngạn du lịch học tập. Đem bỉ ngạn chân chính diệu Pháp, truyền đến trong tam giới đi. Bỉ Ngạn, sớm muộn sẽ tìm kiếm được tam giới, hai cái vũ trụ chiến tranh không thể tránh được. Đem Bỉ Ngạn Tuyệt Học đưa đến tam giới, tiến hành diễn hóa diễn tiến, là con đường phải đi qua. Dựa vào làm phản tặc, không cách nào tiếp xúc đến những này cao đẳng công pháp, Thái Nhất Đại Đạo Quân đệ tử mới có hy vọng này. Nếu như Vu Thần đột nhiên nhảy ra, lại cho Thái Nhất Đại Đạo Quân một cái búa, liền có thể đem hắn chủy giết. Hứa ứng hướng bốn phía quan sát, đáng tiếc không thấy Vu Thần đạo quân tung tích. Vị này Vu Thần Đạo Quân, hoàn toàn chính xác đối với thái nhất trung thành tuyệt đối. Thái nhất đại đạo quân thiết kế, trọng thương sinh tử, âm dương, thần ma ba vị đại đạo quân, độc chiếm đại đạo chủ công pháp, việc này lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp Bỉ Ngạn, gây nên lớn lao anh động. Bỉ Ngạn bốn vị đại đạo quân, cao cao tại thượng, địa vị gần với không gì sánh được cao thượng mấy vị đại đạo chủ. Tất cả mọi người coi là bốn vị đại đạo quân thực lực tu vi không sai biệt nhiều, nhưng là không nghĩ tới Thái Nhất thế mà độc chiếm vị trí đầu, có thể đem mặt khác ba vị đại đạo chủ đả thương. Trải qua chuyện này, Thái Nhất cùng hứa ứng trên đường đi đều không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, bình bình an an trở lại bỉ ngạn. Lúc này, phía trước có trên dưới 100 vị bỉ ngạn cường giả ngay tại hướng bên này đi tới, cầm đầu một vị nam tử áo đen nhìn thấy Thái Nhất đại đạo quân, vội vàng tiến lên, bái nói: "Đệ tử Cửu Tăng, nghênh giá tới chậm." "Kính xin sư tôn thứ tội." Cửu Tăng hứa ứng nghe vậy dò xét nam tử áo đen kia vài lần, chỉ thấy người này vẻ mặt đau khổ, mày nhíu lại thành đầu chữ thảo, khổ đại cửu thâm, thầm nghĩ, hắn chính là thái nhất đệ tử, Cửu Tăng đạo quân. Thái nhất đại đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, hướng Cửu Tăng đạo quân nói, hắn là người tiểu sư đệ, Tam giới Hứa Ứng. Cửu Tăng đạo quân vẻ mặt đau khổ, hướng Hứa Ứng nói, Hứa sư đệ có chút quen mặt. Hứa Ứng dò hỏi, thu hoạch thiên tiên giới lúc, Cửu Tăng sư huynh phải chăng ở đây? Trên bầu trời có cái ngự kiếm giết người, chính là ta. Cửu tăng đạo quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ta nói vì sao quen thuộc, nguyên lai người kia chính là sư đệ. Sư đệ giết ta nguyên thần hóa thân, hứa ứng cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Sư huynh, sau này chúng ta chính là đồng môn, mong rằng sư huynh nhiều hơn trông nom. Cửu tăng đạo quân sắc mặt sầu khổ, không biết phải chăng là tán đồng câu nói này. Đám người ôm lấy thái nhất đại đạo quân tiếp tục hướng đạo kỳ thiên mà đi, phía trước lại có rất nhiều bất hủ đón lấy, hai vị bất hủ chân vương vội vàng tiến lên bái nói đệ tử ngọc quyền đệ tử tông nghĩa hộ giá tới chậm kính xin sư tôn thứ tội thái nhất đại đạo quân nói ta không có thông báo các ngươi huống hồ địch nhân cũng không lợi hại lắm có tội gì đứng lên vị này là các ngươi tiểu sư đệ hứa ứng ngọc quyền chân vương cùng tông nghĩa chân vương đứng dậy hướng hứa ứng nhìn tới tông nghĩa chân vương kinh ngạc nói hứa sư đệ tướng mạo có chút quen thuộc hứa ứng tế lên chu tiên tản kiếm cười nói tông nghĩa sư huynh nhận ra vật này tông nghĩa vừa sợ vừa giận quát thiên tiên giới đùa nghịch kiếm đạo tặc rốt cuộc bị ta tìm tới ngươi hắn đang muốn thống hạ sát thủ ngọc Tuyền chân vương vội và ngăn lại hắn cười nói tông nghĩa sư huynh an tâm chớ vội năm đó hắn là người tam giới còn không phải chúng ta sư đệ thân là người tam giới ngăn cản chúng ta thu hoạch vốn là đương nhiên tông nghĩa chân vương lúc này mới bỏ qua lại có mấy vị bất hủ cảnh thái nhất đệ tử cũng đến đây đón lấy bọn hắn bởi vì hay là bất hủ cảnh sơ kỳ, không có chân vương phong hào. Thái nhất đại đạo quân hướng đám người đề cập hứa ứng, đám người riêng phần mình kinh ngạc, chỉ cảm thấy hứa ứng có chút quen mặt. Hứa ứng đề cập thiên tiên giới thu hoạch, đám người mới chợt hiểu ra, hứa ứng kỹ càng hỏi thăm xuống, mới phát hiện những sư huynh sư tỷ này nguyên thần hóa thân, đều là chết tại dưới kiếm của mình. Hứa sư đệ, người vì sao chuyên chọn thái nhất môn sinh ra tay. Cửu tăng đạo quân sắc mặt không vui nói, hứa ứng sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị nói, bởi vì ta cũng là tu luyện thái nhất đại đạo, cùng chư vị sư huynh sư tỷ cùng chung chí hướng, cho nên kìm lòng không được liền đối với chư vị hạ độc thủ như vậy. Đám người nửa tin nửa ngờ, đạo kỳ thiên cao ở tại bỉ ngạn phía trên, là bỉ ngạn đám bất hủ bọn họ hái đại thiên vũ trụ các loại tiên thiên chi khí luyện, bảo vật vô số kể. Thái nhất đại đạo quân định cư tại xá An Cung, thiên cung vạn điện, như là một tòa thành trì, xây dựng ở từng tòa to to nhỏ nhỏ trên tiên sơn, trên bầu trời treo các loại linh bảo, động nguyên thái nhất môn hạ đệ tử đông đảo, trong đó thái nhất đại đạo quân đệ tử, số lượng kỳ thật cũng không quá nhiều, chỉ có vài trăm người, còn nhiều đệ tử thu đồ tôn. Giống cửu tăng, ngọc quyền, tông nghĩa các loại sư huynh, tu luyện tới bất hủ cảnh, đã có thể khai tông lập phủ, thu môn đồ khắp nơi, thường ngày cũng không cùng thái nhất ở tại cùng một chỗ. Chỉ có những cái kia không có tu luyện tới bất hủ cảnh, mới có thể ở tại thái nhất đại đạo quân ở giao quang biện phụ cận. Thái nhất đại đạo quân đi vào giao quang điện lại có rất nhiều không có tu luyện tới bất hủ cảnh đệ tử đến đây thăm viếng, ân cần thăm hỏi bình an. Thái nhất đại đạo quân nhìn chung quanh một vòng, nói, vi sư tại thiên cảnh khư cùng tà ma đạo chủ chống lại, lại đang trở về trên đường lọt vào thần ma, âm dương cùng sinh tử tập kích. Vi sư cũng bị thương nhẹ, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Các người chấn thủ xá an cung, làm hộ pháp cho ta. Chúng đệ tử xưng là, thái nhất đại đạo quân ánh mắt rơi trên người hứa ứng, nói vị này là vi sư đệ tử mới thu hứa ứng ánh mắt mọi người rơi trên người hứa ứng hứa ứng mỉm cười hướng đám người gật đầu ra hiệu thái nhất đại đạo quân nói hứa ứng ngươi lưu tại xá an cung không được ra ngoài ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày tự có người an bài hứa ứng khom người xưng là đám người nối đuôi nhau mà ra cửu tăng đạo quân ngọc viền chân vương cùng tông nghĩa chân vương các loại bất hủ cảnh tồn tại chấn thủ tại giao quang điện bên ngoài thái nhất đại đạo quân phong ấn giao quang điện, như vậy bế quan dưỡng thương. Hứa ứng thì đi theo những này chưa từng tu luyện tới bất hủ cảnh đệ tử đi ra ngoài, trong đó một vị nữ đệ tử nói, hứa sư đệ, chúng ta những này đệ tử nhập môn, còn không thể khai tông lập phủ, cho nên đều định cư tại giao quang điện phụ cận. Nam đệ tử ở tại thiên vận lâu, nữ đệ tử ở tại tú quang các. Mau sư đệ, người an bài hứa sư đệ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bên trong một cái nam tử tóc vàng xưng phải, hướng hứa ứng nói, hứa sư đệ xin mời đi theo ta. Hứa ứng dừng bước lại, dò xét bốn phía đệ tử khác, cười nói, chúng ta thái nhất môn hạ, sư huynh sư đệ, là phân biệt đối xử, hay là luận tu vi sắp xếp bối. Đám người nhao nhao dừng bước lại, từng đôi mắt hướng hắn trông lại. Hứa ứng mỉm cười, chư vị không nên hiểu lầm, ta mới đến, không có cái gì dã tâm, chỉ là muốn làm chư vị đại sư huynh mà thôi. Thái nhất đại đạo quân đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm người, nghe vậy từng cái không khỏi lòng sinh nộ khí. Hứa ứng nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, danh sư đệ tử, thường thường tâm cao khí ngạo, ta lo lắng chư vị sư huynh sư tỷ bởi vì chính mình là lão sư môn hạ, liền ngang ngược, không coi ai ra gì, tự cho mình cực cao. Cho nên ta bất đắc dĩ, mới muốn làm chư vị đại sư huynh, giúp chư vị sư huynh sư tỷ nhận rõ một chút địa vị của mình. Hứa ứng, chương 1329, bên trong một cái nam đệ tử quát, người không khỏi làm càn, Hứa ứng kinh ngạc nói, chư vị cứ gì nói ra lời ấy. Ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta chỉ là muốn gặp một lần đại sư huynh trưởng Tôn Thánh Hải. Nam đệ tử kia xông ra, không nói lời gì liền thôi động thái nhất động uyên, thần thông bộc phát, quát, không cần đại sư huynh xuất thủ. Ta đến để cho ngươi nhận rõ một chút người đệ vị. Thần thông của hắn giãn ra, nghìn vạn đạo như là không trung hội tụ thành một tòa đài sen, hiện ra vô lượng kiếp hỏa, hướng hứa ứng vào tới như thế thần thông đã cực điểm tinh diệu chi năng nhưng mà kiếp hỏa liên đài còn chưa đi vào hứa ứng bên người liền từ đột nhiên dập tắt nửa điểm uy năng cũng chưa từng còn lại nam đệ tử kia nao nao hứa ứng nhếch miệng cười một tiếng nói đã các ngươi không chịu nói cho ta biết vị nào là trưởng tôn thánh hải sư huynh như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay tìm đến hỗn độn hỗn thiên thủ hắn quát to một tiếng phó cực chứng đạo bộc phát một tay nhô ra sau một khắc liền thấy bầu trời lờ mờ tựa như hỗn độn hải móc ngược xuống tới, hỗn độn hải bên ngoài chính là một cái đại thủ, đè ép mặt biển hướng phía dưới ép đi. Chiều này hỗn độn hỗn thiên thủ, bao phủ chỗ, chư thiên vô đạo, đạo pháp không còn, kinh khủng trưởng lực phía dưới, mọi người nhất thời người ngã ngựa đổ, từng cái mới ngã xuống đất, không cách nào đối kháng. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình tu hành hết thảy đại đạo, đột nhiên yên tĩnh lại, chính là ngay cả thần thông cúng vô pháp vận dụng. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người bị hỗn độn hỗn thiên thủ đè sập, còn có 6, 7 người vẫn như cũ thân thể đứng thẳng, riêng phần mình đưa tay, đối cứng hứa ứng thần thông. Song phương pháp lực đối kháng, lập tức 6 người từng cái ho ra máu, bị thương, chỉ còn lại có một thanh niên nam tử vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cũng không xúc tu đối kháng hỗn độn hỗn thiên thủ. Hứa ứng kinh ngạc không thôi, trong lòng thầm khen, thái nhất đại đạo quân thu đồ đệ, hoàn toàn chính xác chất lượng cực cao. Vài trăm người bên trong, lại có 6 cái có thể tiếp được ta một kích người mặc dù là sáu người liên thủ đón lấy hắn một kích nhưng cũng không thể coi thường đã trải qua thiên cảnh khư chuyến đi hứa ứng thực lực tu vi cũng có tiến bộ nhảy vọt tuyệt không phải tiến vào thiên cảnh khư trước đó có khả năng so sáu người này liên thủ đón lấy hắn một kích mỗi người đều so năm đó hứa ứng không kém là bao nhiêu khó trách hắn sẽ âm thầm sợ hãi thán phục giao quang điện bên ngoài tông nghĩa chân vương thần sắc khẽ nhúc nhích nói đánh nhau ngọc tuyền chân vương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nói ta biết hứa ứng này là cái đau đầu nhi đi vào chúng ta xá an cung nếu như không đánh nhau mới là có quỷ tông nghĩa chân vương nhìn thấy hứa ứng một chiêu kia hỗn độn hỗn thiên thủ không khỏi động dung nói nhỏ tiểu tử này thực lực không thể coi thường hơn xa năm đó thiên tiên giới thu hoạch thời kỳ thực lực của hắn chỉ sợ có thể cùng phổ thông bất hủ so sánh ngọc tuyền chân vương dương mắt nhìn lại sắc mặt ngưng trọng nói hôm nay là hắn ngày đầu tiên nhập môn lão sư một ngày chưa dạy hắn cũng đã tu luyện tới loại trình độ này Tương lai sẽ không đối với sư môn trung tâm." Cửu Tăng Đạo Quân nói, "Huống chi, tam giới đi ra đều là phản tặc. Hứa ứng tương lai tất phản." Tông Nghĩa Vương Đạo Chân Chính muốn nói cho lão sư a. Cửu Tăng Đạo Quân lắc đầu, nói, "Nói cho lão sư cũng vô dụng. Trong truyền thuyết, đại đạo chủ cấp công pháp liền ở trên người hắn. Lão sư cần môn công pháp này, tất nhiên sẽ dùng túng hắn. Cũng may, hắn gặp được trưởng tôn thánh hải. Tông nghĩa cùng Ngọc Quyền bọn người riêng phần mình thở vào một cái, lộ ra dáng tươi cười, nói: đúng vậy a, à, có trưởng tôn thánh hải tại, hứa ứng liền xem như rồng cũng phải thành thành thật thật nằm sắp. Bọn hắn đối với trưởng tôn thánh hải vô cùng có lòng tin, bởi vì người thanh niên này là ngay cả Thái Nhất Đại Đạo Quân đều cực kỳ thưởng thức người, đối với nó mong đợi rất cao. Hứa Ứng ánh mắt rơi vào thanh niên nam tử kia trên thân, mỉm cười nói: ngươi chính là đại sư huynh trưởng tôn thánh hải. Thanh niên nam tử kia có chút tú kỳ cùng với những cái khác dị nhân khác biệt da thịt của hắn không có lớn như vậy cầu thả thân thể mặc dù cao lớn lại không lộ vẻ khôi ngô quần áo phục sức mỗi một điểm đều rất cầu kỳ thậm chí ngay cả móng tay của hắn đều tu bổ rất là chỉnh tề không có một tia rối loạn nụ cười của hắn rất ngọt trong hốc mắt phẳng phất cất dấu cam tuyền rất là ấm áp không sai ta chính là trưởng tôn thánh hải thanh niên nam tử vui vẻ cười nói hứa ứng người rất có hạo dập đại đạo quân phong thái nhưng cùng lúc so hạo dập càng thêm ngang ngược. Thực lực của ngươi cũng cực kỳ cao minh, vừa rồi một chiêu kia là ngươi tự sáng tạo thần thông. Ngươi trên hỗn độn chi đạo, đã có rất cao thành tích, tiếp cận bất hủ cảnh. Hắn không chịu được tán thán nói, ngươi quá lợi hại, tương lai ngươi nếu là thành đạo, ngươi chính là hỗn độn đạo quân, hỗn nguyên đạo quân chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Hứa ứng bị hắn thổi phồng, lập tức có chút lâng lâng, cười nói ta vốn cho là đại sư huynh chỉ là chỉ là hư danh, không nghĩ tới đại sư huynh ngươi quả nhiên tuệ nhãn vô song. Đại sư huynh, ta tại Thái Nhất đại đạo, Hồng Mông đại đạo bên trên tạo nghệ cũng cực cao, cũng tu luyện tới bất hủ cảnh. Trường Tôn Thánh Hải càng thêm mừng rỡ, cười nói, ngươi có ba loại đại đạo, tu luyện tới bất hủ cảnh, lại nhịn xuống không có thành đạo, có thể thấy được sư đệ ngươi là có giá tâm. Ngươi nhất định là có càng lớn ngưu đồ. Hứa ứng nhịn không được tự đắc, cười nói, ta tại trên đường tu hành, còn phát hiện luân hồi, vô cực không cách nào bị thái nhất đại đạo hấp thu, không cách nào làm đến tự do chuyển biến. Bởi vậy còn dự định tại trên hai môn đại đạo này cố gắng, tu luyện tới bất hủ cảnh tiêu chuẩn. Trường Tôn Thánh Hải lộ ra vẻ khâm phục, nói, vô cực giả, thái vô vậy. Thái vô diễn sinh ngũ thái, luân hồi giả, sinh diệt luân chuyển chi đạo vậy. Này cả hai, cùng thái nhất nổi danh, hoàn toàn chính xác không thể dung nhập thái nhất. Nhưng sư đệ lịch duyệt quá nhỏ bé, còn không biết còn có nhân quả, tịch diệt, kiếp vận. Sát phạt các loại đại đạo, cũng không tại Thái nhất hàng ngũ Hứa ứng trong lòng máy động, do hỏi, người tu chỉ những đại đạo này Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu cười nói, ta là Thái nhất môn hạ, làm sao lại tu chỉ mấy loại này đại đạo Mà lại, mấy loại này đại đạo cực kỳ cao đẳng, ta cho dù muốn học, cũng không có chỗ đi học Hứa ứng càng thêm cẩn thận, nói, Đại sư Huynh, người nhận ra chắc đạo thuần A Trường Tôn Thánh Hải sắc mặt nghiêm nghị nói, chắc sư đệ thiên phú cực cao là ta gặp phải số ít tài hoa hơn người người. Hứa ứng thử dò xét nói, người cảm thấy chắc sư đệ có thể tại chúng ta thái nhất môn hạ, xếp hàng thứ mấy. Trường Tôn Thánh Hải nói, thứ ba, hắn trên dưới dò xét hứa ứng, nói, sư đệ thực lực của ngươi, so với trước thiên cảnh khư trước đó hắn, càng thêm cường đại. Nếu như hắn không có bao nhiêu tiến bộ, chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Hứa ứng sắc mặt âm tình bất định, giao quang điện trước, mấy vị bất hủ chờ đến nóng lòng, Tông Nghĩa chân Vương trông mong nhìn quanh, thấp giọng nói, làm sao còn không đánh nhau. Đột nhiên, hứa ứng xá dài tới đất, trưởng tôn Thánh Hải, người làm đại sư huynh, ta là tâm phục khẩu phục. Sao quang điện, mấy vị bất hủ ngạc nhiên, Tông Nghĩa chân Vương lầm bẩm nói, như vậy rộng rãi. Hứa ứng trong mắt loạn chuyển, thầm nghĩ, đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Vị này trưởng tôn sư huynh, đã bắt đầu nghiên cứu thái nhất đại đạo bên ngoài đồ vật, mà lại nghiên cứu đến tinh thâm như vậy, ta tuyệt đối đánh không lại. chương 1330, thông đồng làm bậy. Đằng sau mấy ngày, hứa ứng cùng đại sư huynh trưởng Tôn Thánh Hải dần dần quen thuộc đứng lên, trưởng Tôn Thánh Hải tuyệt đối là ai gặp đều ưa thích loại kia người, đối đãi người, khiến cho người như gió xuân ấm áp. Kiến thức của hắn uyên bác, hứa ứng luôn luôn hướng hắn lĩnh giáo một chút cao thâm trên đại đạo vấn đề, hắn cũng là đối đáp trôi chảy, trong lời nói có nhiều tinh diệu kiến giải. Trường Tôn Thánh Hải thiên phú quá cao, Hứa ứng đối với hắn khâm phục không thôi, thầm nghĩ, mặt khác đại đạo quân môn hạ, cũng có như thế đệ tử lợi hại sao. Xá An Cung bên trong có rất nhiều tàng kinh, cũng không cấm chỉ đệ tử học tập lĩnh hội, hứa ứng nhân cơ hội này, lĩnh hội những này tàng kinh, từ Lý Văn cải biến thành đạo văn phù văn long văn, tiến hành hấp thu, biến thành đồ vật của mình. Hắn ý đồ từ tàng kinh bên trong tìm kiếm được trưởng Tôn Thánh Hải nói tới mặt khác cao đẳng đại đạo, nhưng mà thái nhất đại đạo quân cũng không có siêu tập những này đại đạo công pháp hứa ứng đi cầu dạy trưởng tôn thánh hải nói đại sư huynh luân hồi vô cực nhân quả tịch diệt kiếp vận cùng sát phạt nơi nào có thể tìm được mấy loại này đại đạo công pháp trường tôn thánh hải lắc đầu nói muốn tìm được những công pháp này nói nghe thì dễ luân hồi đại đạo bị ngạn tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới chính là đạo thắng đạo quân đạo thắng đạo quân luân hồi đại đạo đã đạt đến đại đạo đẳng thân có thể điều khiển đại thiên vũ trụ chúng sinh luân hồi thế nhưng là vị này đạo quân chắc chắn sẽ không đem hắn công pháp truyền cho chúng ta hứa ưng ánh mắt chấp động âm thầm ghi lại cái tên này thầm nghĩ ta mặc dù không cách nào học được công pháp của hắn nhưng có thể học được hắn cắt rau hệ công pháp hắn nếu là cũng giống mặt khác bất hủ như thế thu hoạch đại thiên vũ trụ như vậy đạt được hắn cắt rau hệ công pháp cũng không phiền phức đạt được cắt rau hệ công pháp lấy đạo văn phù văn long văn tiến hành giải mã đạo thắng đạo quân liền không cách nào thu hoạch hứa ưng ý đổ lấy được là đạo thắng đạo quân luân hồi đại đạo ảo diệu kể từ đó, chỉ ăn mồi, không nuốt câu, liền có thể mạng sống. Tu luyện vô cực đại đạo, lĩnh ngộ ra tiên thiên ngũ thái, trên vô cực đại đạo làm đến bất hủ, là Quảng Chính chân Vương. Trường Tôn Thánh Hải nói, Quảng Chính chân Vương tu vi mặc dù chỉ là chân Vương, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối là đạo quân tiêu chuẩn. Tu luyện nhân quả đại đạo Hồng Thiên Cương Hồng Đạo Quân, vị này đạo quân nhân quả đại đạo đạt đến thân giữ đạo đồng tình trạng, cũng là cực kỳ lợi hại. Hứa ứng nháy mắt mấy cái, nói thân giữ đạo đồng Hồng Đạo Quân, đã bị huyền hoàng đạo chủ xử lý. Trường Tôn Thánh Hải kinh ngạc nói, lại có việc này. Thật sự là đáng tiếc, hứa ứng thầm nghĩ, bất quá, hồng đạo quân hẳn là còn có đệ tử môn sinh loại hình, huyền hoàng đạo chủ xóa đi chính là hắn nhân quả động nguyên hạ hạt hết thảy động nguyên hệ thống, căn cứ những động nguyên này đến gạt bỏ truyền thừa của hắn. Hồng đạo quân đệ tử cũng không phải là triệu hoán hồng đạo quân nhân quả động nguyên, mà là tự mình thu luyện nhân quả động nguyên, bởi vậy có thể sống đến tính mệnh. Hắn tâm tư linh hoạt ra, Hồng đạo quân đã chết, hiện tại người biết chuyện này còn không nhiều, còn có thể đoạt được nó truyền thừa. Sát phạt đại đạo, đã từng có một người luyện thành qua, đạo hạnh cực cao, nhưng sát phạt quá nặng, người này đã không biết tung tích. Trường Tôn Thánh Hải nói, hắn sát phạt đại đạo, đến nay còn chưa từng có người có thể xuất hiện lại đi ra. Đúng, người này tự xưng thông thiên đạo nhân, cùng sư đệ giống nhau là đến từ tam giới vũ trụ. Sư đệ biết không, hứa ứng trong lòng hơi rung, lắc đầu nói, không biết. Trong lòng của hắn buồn bực, thông thiên đạo nhân tu luyện không phải kiếm đạo, mà là sát phạt chi đạo. Vị đạo nhân này đi vào bỉ ngạn thời gian so hạo thiên đế còn muốn lâu, hắn còn tại nhân thế sao? Về phân tịch diệt kiếp vận, hai loại đại đạo, chỉ là trong truyền thuyết đại đạo, bỉ ngạn bên trong còn chưa từng có người có thể tu luyện hai loại đại đạo đạt tới bất hủ thành tựu. Trường Tôn Thánh Hải nói, hứa ứng liên thanh cảm ơn, nói, đại sư huynh một phen chỉ điểm, để cho ta hiểu ra trường tôn thánh hải cười nói sư đệ tại thái nhất hỗn độn cùng hồng mông bên trên đều có không tầm thường đạo lực có thể chứng bất hủ nhưng là ta xem sư đệ chủ công thái nhất tại hỗn độn cùng hồng mông bên trên vận luyện có nhiều không đủ sư đệ hẳn là có hai loại đại đạo kỳ ngộ cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn đạt được thành tựu kinh người như thế chỉ là nếu như không có khả năng tiến hành vận luyện biết thế nào mà không biết tại sao chỉ sợ sẽ không có cao hơn thành tựu hứa ứng nghe vậy thần thái nghiêm nghị vội vàng khom người bái tạ hắn hồng mông đại đạo mặc dù đạt tới bất hủ thành tựu, nhưng đó là tam giới bổ thiên có được công đức. Hỗn độn đại đạo thành tựu cũng càng ngày càng cao, thì là hỗn độn liên hấp thu hỗn độn đạo cảnh, không cách nào lợi dụng hỗn độn đại đạo liền ném cho hứa ứng, đến mức hứa ứng đạo hạnh liên tục tăng lên. Hai người này, hứa ứng trên hỗn độn đại đạo, chăm chỉ học tập coi như nhiều một ít, cho nên có thể khai sáng ra bất hủ bát pháp để bát pháp, hỗn độn hỗn thiên thủ. Về phần liên quan tới hồng mông thần thông hắn một chiêu đều không có khai sáng ra tới trường tôn thánh hải một chút liền nhìn ra hắn tai hại, có thể nói thầy tốt bạn hiền. Ta bái sư đến nay, thái nhất đại đạo quân không có cái gì dạy qua ta, vẫn chờ ta dạy hắn huyền hoàng đạo giới kinh, nhưng đại sư huynh lại dạy ta quá nhiều, thầy tốt bạn hiền, cũng không quá phận. Hứa ứng đạt được trường tôn thánh hải chỉ giáo, lập tức đi tìm liên quan tới hỗn độn cùng hồng mông công pháp, chỉ là hai loại đại đạo cũng cực kỳ cao đẳng, xá an cung bên trong cũng không thu thập. Thái nhất đại đạo quân thương thế cực nặng, còn cần một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Dưới mắt biết Hồng Đạo Quân đã chết người không nhiều, không bằng nhân cơ hội này, đi trước Hồng Đạo Quân đạo tràng, tìm kiếm công pháp của hắn, luyện thành nhân quả đại đạo. Hứa ứng nghĩ đến liền làm, hướng một sư đệ nghe ngóng Hồng Đạo Quân đạo tràng chỗ, cái kia sư đệ trở ngại hắn dâm uy, thành thành thật thật bàn giao. Hứa ứng lập tức thôi động công pháp, táng hóa đằng sau, lúc này mới rời đi xá an cung, thẳng đến Hồng Đạo Quân đạo tràng mà đi. Hồng Đạo Quân là bất hủ bên trong đạo quân, tại đạo kỳ thiên địa vị muốn so đại đạo quân thấp một chút, cao hơn chân vương một chút. Đạo kỳ thiên sở dĩ có đạo kỳ hai chữ, bởi vì nơi đây thiên địa đại đạo, đều là do bất hủ giả đại đạo biến thành. Các loại đại đạo bày ra ở trên trời, hình thành la thiên, đại đạo có cao thấp, người tu đạo có cao thấp, thế là các loại đại đạo cao thấp tôn ti, theo thứ tự sắp xếp, ngay ngắn trật tự. Nhân quả đại đạo mặc dù là cực kỳ cao đẳng đại đạo, nhưng nhân quả đại đạo bên trên trí cao thành tựu giả là hồng đạo quân, bởi vậy nhân quả đại đạo hình thành La Thiên liền muốn so thái nhất, thần ma, âm dương cùng sinh từ các loại đại đạo thấp một chút. Hứa ứng đi vào nhân quả đại đạo La Thiên, nơi này gọi là Long Phượng Nhai, Hồng Đạo Quân khi chết, Long Phượng Nhai chấn động, bị chấn động đến tại chỗ vỡ ra. Long Phượng Nhai thiên địa đại đạo, cũng bởi vậy nhao nhao vỡ ra, gây nên không nhỏ hỗn loạn. Bây giờ Long Phượng Nhai bên trên Hồng Đạo Quân nhân quả đại đạo ở vào không ngừng băng liệt bên trong, trên sườn núi đệ tử bối rối không hiểu, không ít đệ tử đang nỗ lực bổ cứu băng liệt đại đạo hứa ứng lẫn vào long phượng nhai thế mà không có gặp được đề ra nghi vấn hồng đạo quân dạy đệ tử khẳng định sẽ lưu lại cái gì điển tịch loại hình đồ vật hứa ứng xuất quỷ nhập thần trên long phượng nhai tìm đông tìm tây tìm kiếm hồng đạo quân khả năng lưu lại điển tịch long phượng nhai rắn mất đầu còn có không ít đệ tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vơ vét hồng đạo quân lưu lại pháp bảo chân bảo loại hình đồ vật vội vàng xuống núi hứa ứng đi vào hàm quang các chỉ gặp tòa lầu các này bên ngoài có từng tầng từng tầng phong cấm mấy cái hồng đạo quân đệ tử lại tới đây ý đồ mở ra phong cấm lại không có thể mở ra đành phải hậm hực mà về trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể nhìn quần áo cũng hẳn là hồng đạo quân đệ tử hứa ứng đối xử mọi người đi đến đang muốn tiến lên nếm thử nhưng vào lúc này một cái thân ảnh cao dài đi vào hàm quang các trước trên dưới dò xét tòa lầu các này phong cấm hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích dừng bước lại âm thầm quan sát, chỉ thấy người này quần áo giả dặn, khăn đen che mặt, hiển nhiên cũng là đánh lấy tới nơi đây vơ vét chú ý. chương 1331, người này, thân thể có chút quen thuộc, hứa ứng nhìn ở trong mắt, đã thấy người này thế mà cũng tu luyện nhân quả đại đạo, mà lại tạo nghệ cực cao, thân như kinh hồng nhẹ nhàng, quay chung quanh hàm quang các phi hành mấy vòng, liền đem nơi đây phong cấm nắm giữ. Hắn tay áo tung bay, tựa như cùng dài quá trăm ngàn cánh tay đồng dạng, các loại nhân quả pháp môn thi triển ra, từ phong cấm bên trong chuẩn xác tìm được từng cây chuỗi nhân quả đem tuyến phá giải phá vỡ tầng tầng phong cấm đi vào hàm quang các bên trong hứa ứng lặng yên vô tức theo ở phía sau giống như một đạo khói xanh tránh nhập hàm quang các hàm quang các bên trong cái kia che mặt thân ảnh cao dài thân pháp giống như quỷ mị phá vỡ nội bộ tầng tầng phong cấm một đường lên lầu hướng lên tìm kiếm hứa ứng nhảy vọt như bay theo sát phía sau chỉ gặp ở trên con đường đều là hồng đạo quân đệ tử thi thể nghĩ đến có không ít người tiến vào hàm quang các, ý đồ tiến đến đoạt bảo, nhưng mà lại bị trong các các loại phong cấm xử lý. Hàm quang các bên trong hẳn là hồng đạo quân chính mình thân thiết phong cấm, đệ tử của hắn tu luyện cũng là nhân quả đại đạo, lại tử thương vô số, có thể nói đều là chết tại nhân quả bên trong. Hứa ứng xem ở nơi này, trong lòng có chút trần chờ Tu luyện nhân quả người thường thường chết bởi nhân quả phía dưới, để loại đại đạo này tràn ngập chẳng lành khí tức. Mệnh lại cứng rắn, đoán chừng cũng không cứng bằng nhân quả. Bất quá đã đi tới nơi này, hắn cũng không lo được rất nhiều, tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Hàm quang các tổng cộng có tầng 13, mỗi một tầng đều che kín phong cấm, không hiểu rõ nhân quả đại đạo, tùy tiện xâm nhập nơi đây, sẽ chỉ xúc động nhân quả. Nơi này chuỗi nhân quả không biết kết nối chính là vật gì, có thể là uy lực mạnh mẽ thần thông, cũng có thể là uy năng pháp bảo khủng bố, thậm chí có thể là một ít không thể đụng vào tồn tại. Nếu như hơi không cẩn thận, xúc động kết nối bọn hắn nhân quả chỉ sợ đối phương một cái thần niệm tới liền có thể đem người xâm nhập chém giết. Thân ảnh cao dài kia thế mà một đường phá giải phong cấm, cơ hồ là không trở ngại chút nào đi vào tầng thứ 13, khiến cho hứa ứng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này trên nhân quả đại đạo tạo nghệ cực cao, có thể nói đã vượt qua hồng đạo quân các đệ tử, là đương kim nhân quả đại đạo bên trên người thứ nhất. Hắn như vậy tạo nghệ, còn tới nơi này làm cái gì? Thân ảnh cao dài kia bốn chỗ tìm kiếm, hứa ứng thấy thế, cũng lặng lẽ nhảy vào, đi theo tìm kiếm. Đột nhiên, tìm kiếm âm thanh ngừng, hứa ứng ngẩng đầu, liền cùng thân ảnh cao dài kia bốn mắt nhìn nhau. Hứa ứng táng hóa, nhìn không ra nguyên lai diện mục, thân ảnh cao dài kia thì khăn đen che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Hai người không cần nghĩ ngợi, riêng phần mình thần thông bộc phát, cùng nhau hướng đối phương công tới. Hàm quang các bên trong cực kỳ nhỏ hẹp, không gian không tiện, có thể thi triển thần thông đều là tiểu thần thông, đại thần thông không thi triển được. Hứa Ứng vừa ra tay liền vận dụng võ đạo cực ý, tại không gian nho nhỏ này bên trong là thích hợp nhất, trong khoảnh khắc liền có vô số cái hứa ứng ngư ảnh, các loại võ đạo chiêu pháp thi triển ra, chiêu chiêu đoạt mệnh. Mà thân ảnh cao dài vận dụng thì là Luân hồi đại đạo cực ý, trong lúc nhất thời luân hồi xoay tròn, từng cái người bịt mặt từ trong luân hồi đi ra, đối cứng Hứa Ứng. Hai người chiêu pháp uy lực càng ngày càng mạnh, đối phương luân hồi cực ý cực kỳ xảo diệu, tại trên pháp lực tu vi cũng muốn so Hứa Ứng càng thêm hùng hồn hứa ứng trong lòng thất kinh hắn bây giờ tu vi đã có thể cùng bỉ ngạn phổ thông bất hủ so sánh nhưng lại vẫn bị người này đè xuống một bậc đột nhiên hắn nhịn không được trực tiếp vận dụng thần thông thương khung trong lúc nhất thời ngàn vạn võ đạo thần thông khác ở bốn phía hình thành một cái nheo nhỏ thần thông thương khung trong khoảnh khắc uy năng bạo tạc oanh lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng đem hàm quang các trùng kích đến bốn phía cấm chế điên cuồng bộc phát thân ảnh cao dài kia hai chân khúc ngồi sổm song trưởng đẩy về phía trước ra, sau lưng trong trước mắt hiện ra chín loại kỳ lạ động nguyên, có lớn có nhỏ, có lực lượng cuồng dã bá đạo, có mang theo nhân quả số mệnh khí tức, có hồng mông mờ mịt, có luân hồi lặp đi lặp lại. Càng có sát khí xâm nhiên, hỗn độn chìm nổi, cái này chín đại động nguyên, có đã đạt tới gần như bất hủ cấp độ, có nhiều nhất chỉ là tiên nhân tiêu chuẩn. Song phương lực lượng va chạm trong nháy mắt, hứa ứng trong lòng máy động, hắn có thể đồng thời điều vận chín đại động nguyên đạo lực, so với ta lực lượng còn cao hơn hàm quang các cũng khó có thể chịu đựng được, rốt cuộc chia năm xẻ bảy. Nhưng vào lúc này, trong đó một vách tường nổ tung, lộ ra bên trong dấu giếm không gian, trong đó có hai khối bia vỡ bay ra, hứa ứng lui lại, không cần nghĩ ngợi, cô lấy một tấm bia đá, lách mình bỏ chạy. Thân ảnh cao dài cũng từ cô lấy một khối khác bia đá, gào thét mà đi. Hai người một trước một sau, vừa mới xông ra hàm quang các, liền gặp hồng đạo quân môn hạ đông đảo cường giả phóng tới hàm quang các, các loại pháp bảo, các loại thần thông như mưa hướng hai người đánh tới không đoạn nhân quả sớm muộn sẽ bị truy xét đến người ta trên đầu thân ảnh cao dài đột nhiên nói năng thô lỗ nói hứa ứng tổn tưởng hỗn độn liên quanh thân quấn quanh hỗn độn chi khí từ hỗn độn chi khí bên trong xuyên qua đem nhân quả đoạn đi một bên khác thân ảnh cao dài kia đột nhiên thôi động vô thượng sát khí đem sát phạt chi đạo thôi phát đến cực hạt một đạo hàn quang lóe lên vang rội khen khen quay chung quanh hắn chuyển động một vòng đem nhân quả nhau nhau đoạn đi. Hứa ứng võ đạo động nguyên bên trong chuông lớn bên cạnh đang tu luyện chu tiên tàn kiếm đột nhiên giật mình một chút phiêu khởi cảnh giác nói chủ nhân khí tức không đạo quân môn hạ đã đánh tới hứa ứng không nghĩ ngợi nhiều được lập tức phá không mà đi đem mọi người xa xa bỏ xuống mà thân ảnh cao dài kia cũng thừa cơ biến mất không còn tâm tích hứa ứng tán đi tán hóa thân thể trở lại thân người trở lại xá an cung phi tốc trở lại chỗ ở của mình ánh mắt chấp động người bịt mặt kia rất là nhìn quen mắt, tất nhiên là người ta quen biết, mà ta tại bỉ ngạn người quen biết không nhiều, hắn đã kết luận người này là ai, kiếm ra vội vàng nói: a à ứng, ta từ trên thân người kia cảm ứng được chủ nhân khí tức, người này không phải chủ nhân, cũng nhất định cùng chủ nhân có quan hệ. Tu luyện nhiều loại như vậy đại đạo, còn cùng thông thiên đạo nhân có quan hệ, hứa ứng kinh ngạc, thấp giọng nói: người còn ẩn tàng ở bên người thái nhất đại đạo quân, đến cùng muốn làm cái gì? hắn trước tạm buông xuống việc này, lấy ra đứt gãy bia đá, chỉ gặp bia đá chính là Thúy Nham Thạch Bia, phía trên khắc lấy chính là Hồng Đạo Quân được từ thiên cảnh nhân quả đạo Pháp. Chỉ là bia đá một phân thành hai, một nửa khác còn tại thân ảnh cao dài kia trên thân. Hứa ứng đứng dậy, đem bia đá thu hồi, đi ra cửa, đi tìm Đại Sư Huynh. Hắn mới vừa tới đến trên hành lang, liền gặp một cái thân ảnh cao dài đâm đầu đi tới, chính là Đại Sư Huynh trưởng Tôn Thánh Hải.